Hello, hello Lương à, Hương nhầm. Hello lớp Zilmon, Hello, hello hello Lương à, Hương Lương, nhầm. Thư, Chào hello mọi của người, cảm lớp ơn mọi người đã đến với cái live Zilmon, tối nay của mình. Ôi trời, cái bàn phím hello, của sao đâu? chào mọi Sao người, đây? cảm ơn mọi người đã đến với cái live Hello Trần tối Vệ nay của Mẫn, mình, hello sớm hello, chào nè, cái chào bàn mọi phím của người, cảm sao ơn đâu, mọi người đã đến với live của mình sao thật đây, là sớm. Mọi người hello xứng đáng Trần có Vệ Mẫn, 10 cái fan hello cứng. sớm nè, chào mọi người, cảm ơn Nhưng mọi mà người Facebook đã chỉ đến cho với một cái rồi. live thật là sớm, Cảm ơn mọi mọi người người xứng xứng đáng đáng có có 10 10 cái cái fan fan cứng. cứng. Tại là mình Nhưng mà thực Facebook sự cho là một vẫn mọi chưa người biết được là mọi hôm nay sẽ chơi người game xứng gì, đáng có hay là 10 mình cái phải fan trịnh cứng. không thôi. Tại là mình Khó, thực sự nhiều cho khi một khó chưa lắm. biết được Mình là chơi mọi nhiều người game quá xứng đáng chẳng có hạn, 10 nhiều cái người fan ta cứng. chơi Hay nhỉ. là mình Người ta chơi trịnh không thôi. một game rồi chẳng Tại là mình hạn. Đấy khó thì người nhiều ta cứ khi mở lên là Liên Quân, chơi nhiều mở game lên là quá Liên chứ Quân nhỉ. chẳng hạn, Hay là mở lên là không Free phải Fire chẳng một hạn. game Đấy, hay mình mình chơi quá nhiều game quá nhỉ. Đấy, Hay mình thì chiều lòng mở các bạn lên là quá Liên mà Quân chứ nhỉ. mở Hay lên là là Liên Quân chẳng hạn. Bây giờ chơi mở lên là Free Fire chẳng một hạn, game hay mình không biết quá là nhiều game mình chơi cái Đấy, gì thì chiều lòng mở các lên bạn là quá Liên mà Quân chứ mở nhỉ. lại Hay là Liên Quân kiểu chơi à, đây gọi là đây đây kiểu cái rèm quá cửa, nhiều game đấy kiểu chơi cái nhiều rèm game cửa, quá các bạn cứ đang định làm cái quá rèm nhưng mà mà kiểu đéo à làm đây nữa. gọi là Cứ đéo cái làm kiểu nữa cái hay là cái chú rèm quyết định cửa là lấy lấy kiểu cái cái rèm rùa thủ thủa cứ đang định đắp làm cơm cái rèm đều kiểu đéo làm đây nữa gọi là hay phải là làm đây kiểu đéo đây làm nữa là nhé, kiểu cảm ơn cái nhé, rèm quyết định cửa là lấy đừng lấy lừa kiểu cái cái rèm ý cửa nữa, lấy được cái rèm cửa sao đéo kiểu đéo làm mình nữa đang gọi là phải làm đây mình đéo làm đang nhé, cảm ơn nhé, muốn quyết định là là hỏi mọi lấy người lừa xem cái bây rèm giờ ý nữa nên chơi đéo được, mình làm nên nữa chơi cái gì sao kiểu kiểu mình cho đang mình muốn đéo là làm hỏi nữa mình đang đéo thế muốn là hỏi mọi người xem bây giờ ý nữa Xuân Chim kiểu đến mình bây đang giờ vẫn đổ lạnh, kiểu mình đang chú phải đắp hai, mình đang chú phải mặc quần dài áo dài, Xuân Chim đến bây giờ vẫn đổ thêm lạnh cái này lên kiểu người mình đang chú phải đắp hai hết cái lồng thề chú phải mặc quần nó dài công áo lai dài hết đâu, anh trong kiểu cuốn nhá, mình mọi người đã học xong đang chưa vẫn nào, đổ lạnh này lên người mình chú phải đắp hai cái lồng mọi người đã học xong chưa thề nào, mặc quần nó dài công áo lai dài hết đâu, anh trong cảm cuốn nhá, ơn mọi nhé người đã học không xong đổ chưa lạnh lại này nhá, mọi người đã học xong ở chưa nào, bên kia bầu trong trời lai hết đâu, anh ngày trong cuốn nhá, mưa mọi cứ người đã học xong rơi chưa lại hừng nhá, hờ để thì mày mọi người đã học xong chưa ở nào, bên kia theo mình phải bầu làm một cái trời vote mọi người, ngày mưa cứ tức rơi là hàng ngày phải có một cái vote, để thì phải có mày một cái dòng vote nào đấy để theo cho mình mọi người phải làm làm một cái một vote cái mọi người chơi cái chơi gì cái gì, tức là hàng thế ngày thứ hai vọng lại ở ai biết phải có một cái dòng vote nào đấy để theo cho mình mọi phải người làm làm tiếng bị cái vọng vote hả, chơi cái gì thì á thì mình đang muốn là hội bạn ba con đĩ biến hình. Ủa mày cũng nhận mày là đĩ rồi hả Hóa? Chắc mày nhận mày là đĩ luôn á. Thật ra là con định like mà lâu lắm không. Ồ, cứ like đi kiểu gì cũng có người, nhưng mà mình phải chờ một lúc đi, thật sự luôn. Mình đừng có quan trọng rằng bây giờ chú bảo này, đừng có quan trọng rằng có người vào hay là không. Mình mở like thế thôi, rồi sẽ có người vào với con. Con chỉ cần nói thôi là ok. Con không có bạn nữa. Cái gì mà con không có bạn của mày? Mở đít nhá. Xíu nữa chú mở. Tím được tí tí nữa nhá. Bây giờ qua Pay đã, mọi người đều ở Pay tất thì làm sao mà sao lại bảo chú qua qua đi được. Vội thế, tí nữa, vội gì đâu. Đúng không? Ở bên trong quấn nhá. Hai giờ stream, ok, cảm ơn các bạn. Ủa sao con không có bạn là sao? Đấy nhá. Bây giờ ấy thì tính toán là như thế này. Hay là mình chơi vẽ và đoán đi, tại vì cái con Quỳnh Hoa ấy hiện tại là con Quỳnh Hoa nó có cái một cái mới, thế nên là mình nghĩ là nó sẽ con không nhận hai đĩ kia là bạn đâu. Thế á, được, bỏ chúng nó đi, là chú bỏ, chú cũng không nhận chúng nó làm bạn đâu, con được không xin nhỏ. Ôi chúc mừng nha. Ờ, nha, cảm ơn mọi người. À, là dưới quá em. Là chú thì chú cũng thế thôi nhá, nói luôn nhá, là chú cũng thế. Chú chả bao giờ nhận mình đùa đấy là bạn. Con nó sẵn rồi á. Được rồi, xíu xíu chú vào. Bình tĩnh, chú đang bị lag quá. Bị lag, lag giật quá. Đợi xíu. Để chú vô. Mé bọn này để chú tắt tắt cái thông báo này cái. Bọn này cái tin nhắn nó cứ kiểu nó cứ sổ sổ ra ấy, bực cả mình thề luôn. Nào, con được học sinh yếu quá. Uầy. Được học sinh yếu thì cố gắng lên, chú ủng hộ cái việc học sinh yếu. Những cái người mà học dốt ấy sau này sẽ thành công hơn những học sinh giỏi, thề luôn. Nãy giờ mới được có một nháy á, làm nháy nữa. Đi. Hello Đặng Sơn nhá. À ai là lâu lâu rồi Sơn nhá. Thề luôn, Sơn kiểu
chán chú ơi. Mẹ chú cháu mình cùng tên với nhau mà con mẹ kiểu xa vời nhau vãi luôn thề. Nó xạo rồi đấy. Hello Lâm Nhi nhá. Ui trời, Mạnh Thường Quân nó còn spam nữa trời. Lắm rồi mới xem like á. Ôi trời ơi, bây giờ á like nó nhiều cái mới lắm. Thề Sơn ạ, à, nhiều cái mới lắm. Tại Sơn bỏ lỡ hết mọi thứ chứ thề. Chú á, chú còn không có thời gian để mà edit video luôn đấy. Hai đứa mình học ngu đĩ nha Mẫn. Hai đứa không được học ngu, hai đứa cứ học thông minh lên. Toàn idol hả, chả biết được. Bây giờ mắt xem toàn 9-10 mắt không à. Mẹ đứa nào mà cứ nhắn tin ấy, tao bực cả mình, nó đập mẹ cái máy đi bây giờ. Nó cứ nhắn tin nó không thể nhìn được. Để mình bắt tặng trò chuyện đi. Còn nó cứ nhắn tin vào nhóm ấy. Được rồi, để 8 tiếng đi. Cái gì đấy hả? Hoa, mình nhắn đi gì đây? Hello Liên nhá. Ok, học ngu để không á. Thì mẹ nó nói xong. Đây, đập đi, đập luôn. Hello anh, hello Khôi Đinh nhá. Ủa? Uầy. Vẫn anh vẫn chưa tìm được game để tải, dạo này bận quá. Đợi cuối tuần nhá. Mẹ cái máy bây giờ hiện tại nó đang kiểu nó căng quá. Máy bây giờ hiện tại là đầy ổ C còn có 2 đô. 2GB ổ C thôi, thế nên là chơi đít kể chuyện con với nhỉ. Tí nữa thì 2GB ổ C bây giờ chưa biết để làm nào để cho nó giải phóng máy đã, để phóng bộ nhớ đã. Nãy kết nối được phát trên TV à, thôi mẹ bà phát lên TV thì chết đấy. Và đây là chú Sơn Florentino á. Florentino chú á, chú quẩy tất. Con nào chào cái gì, mày chào cái gì ở Hoa? Mày bị giờ hơi à? Mày nhắn cái gì? Mày nhắn lên comment luôn đi. Mắc gì mày chui vào đấy? Mày sẽ spam rồi. Phát rồi, thôi. Nhớ đâu bây giờ bố mẹ của Liên nhìn thấy được thì sao? Hả? Chào Hoa. Nhưng mà tắt rồi. Thôi tốt nhất là tắt đi. Mẹ người ta nhìn thấy rồi. Nếu nhìn thấy người ta bảo ôi idol gì đây? Idol gì đây? Nhìn 1 triệu một cái quả HDD á. Thực ra mình tính mua một cái SSD hơn. Mua cái SSD tầm 240. Xong mình cài game ở đấy chạy nó nhanh. Từ chủ đốc kinh solo chưa? Đợi thứ 7 chủ nhật đi. Thứ 7 chủ nhật nhá. Tầm thứ 7 mai. Tối mai. Đợi 10 giờ chơi chú á. Thế á. Thế bây giờ cứ từ 9 giờ đến 10 giờ làm cái gì? Đó. Bây giờ mình bắt chú quay tay ở đây à? Đặng Sơn đã tặng 250 sao khen. Ôi Sơn đẹp trai thế nhở. Ôi dồi, những người tên Sơn thường đẹp trai ấy mọi người. Ôi tặng tận 250 sao nhưng mà không thấy sao ở trên cái chỗ kia. Trời ơi. Bây giờ cho con 18 độ. Ôi 18 độ để chú xem. Search hộ chú cái Phú Thọ bao nhiêu độ ấy. Chú ở Phú Thọ. Chú giờ record stream có mấy tiếng mà xuống cận video nó cũng nằm. Công nhận đấy. Bây giờ chú à mình kiểu tải. Tức là mình stream xong nhá, nó sẽ lưu vào Facebook xong mình tải về đây xong ấy mẹ một cái video đấy á có tầm tính ra cũng phải mấy ghi ấy. Eo ơi, 2 tiếng sao để vừa chúa. sao fake kìa, sao pha ke quay tay trên live chất chúa được đây nhá, quay trên live nhá. Ôi hề luôn, nó dài quá ấy, thế nên nó phải nhấc lên hẳn trên này. Nó dài quá. Hoa đã tặng 1.010 kia đâu 10 triệu sao ạ. Ai rồi, Hoa đẹp nhất vũ trụ nhá. Ok, cảm ơn Hoa đẹp nhất vũ trụ nhá. Đêm nay 5 độ á. Ở Sơn ở đâu mà 5 độ ghê thế. Em vừa live vừa record luôn. Cái này 5 tiếng là auto trên 60. Chịu. Mà rồi record thế thì được Full HD. Record thế công nhận là được Full HD. Mà nặng máy lắm. Máy anh là có 15 triệu rồi. Không chơi được cả màn hình. Tính là 15 triệu cả màn hình. Không chơi. Phải tải về xong rồi edit sau. Lạng Sơn à, Lạng Sơn thì đúng 5 độ đúng rồi. Lạng Sơn. Trời ơi, cái gì đấy hả? Bánh Trăng Quân. Cái gì trực? Gì spam quài. Cũng phải liên. Thôi coi như là xíu nữa chơi Free Fire nha mọi người. À đâu, thôi chơi vẽ vào đoán đi. Vẽ vào đoán đi. Lâu hoa cái hoa bông lại các thứ ấy, nó mới có một cái gọi là cái chủ đề mới về
Stay Khoa Pung. Ờ, công nhận đi giải cứu Khoa Pung đi. Mà mình nhớ là Johnny Đặng, cái thằng thằng đĩ Johnny Đặng nó có cái gì đấy, nó gọi là nào nhỉ, nó đã quay xe rồi cơ mà mọi người, đúng không? Johnny Đặng nó quay xe rồi mà, nó đăng một cái video trên TikTok ấy là quay xe, là nó không tức là nó không liên quan đến mẹ mẹ gì ấy, giảm đồng coi cái gì gì ấy. Mẹ mấy cái đồng coi ấy sợ nhỉ. Mẹ bây giờ nó thích giảm nào giảm mà tăng như nào tăng. Sợ. Lừa giác của Khoa Pung. Không biết. Đi spam đi nào nào nào, thôi đừng có spam nha, spam bị Facebook khóa nhá. Chú thì chú không sợ đâu. Bây giờ live Facebook xong á, tầm 11 giờ. 11 giờ chú lại sang bờ la chú live. Cái gì luôn được bị chắc của ông công nhận ấy. Mình chỉ cần, thật đấy, anh chỉ cần được một cái cụm tiền nhỏ thôi, một gọi là cái gạch tiền nhỏ của Khoa Pung thôi, thế được rồi. Mẹ nó, hôm nay spam con đi ngủ đây sớm ấy. Ê, mai solo ấy nhá, mai solo rock rock nhá mọi người. Hello Nguyễn Hoàng An nhá, chào mọi người. Chú bữa con thấy đồng coi gì đó trên TikTok mà con thấy nó có giống của mẹ con. À, đồng pi rồi, chắc là giống pi rồi. 23 giờ online đi. Ừ, được rồi nhá. 23 giờ chú qua chú dạo xíu. Xong rồi chú cũng like mà chứ không phải không. Cái lúc Văn Cường nhá. Chào các bạn đã đến với cái live stream của mình nhá. Rock box gì? Rock box thì mình sẽ chơi rock box vào mai thứ hai. Tại vì có một cái kèo nhỏ của... kèo nhỏ của bạn nào nhỉ? Bạn nào nhỉ? À, Bánh Trong Cuốn. Cái thằng đấy là nếu mà... Bây giờ nếu mà chơi rock box là chơi nhảy parkour. Nếu mà... nó thắng thì mình sẽ để là avatar của nó. Còn nếu mà mình thua, của mình thắng ấy, nó thắng với mình thua thì khác nhau. Nếu mà mình thắng parkour, nếu mà mình thắng thì nó sẽ nhảy warp và đăng lên tin. Còn nếu mà mình thua, mẹ nó như nhau mà, nếu mà mình thua thì mình để avatar của nó. Lằng nhằng lắm. Nói chung là PVP đi á, chứ biết được để sau. Nói chung là có kèo là chơi thôi. Hôm qua còn chơi kèo cờ caro, không biết là Văn Cường có biết không. Ô, hôm qua chơi kèo cờ caro xong đấy, hôm nay để avatar khác rồi, hiểu chưa? Để ý chưa? Để có cái chú thua chú đâu bị gì. Tao đâu bị gì thật đó, không bị gì thật đó. Chào An Game Minh nhá. Hello An Gaming TV. Ủa sao solo cơ rồi không anh? Cơ rồi là sao? Hello An Gaming nhá. Hình như trước mình có like cái fanpage của bạn. Nói chung là bạn dạo này có vẻ như bạn không chơi game mà bạn chỉ đăng ảnh thôi các thứ. Mình cũng đánh giá cao cái sự nỗ lực đó, nhưng mà trước bạn like đúng không hả An Gaming? Trước mình có like, mình ấy mà. Hôm qua chơi cờ caro với Hoa. Con Quỳnh Hoa này này, con bông lại này này. Đấy, thế xong rồi thua. Mẹ nó, thắng 2 ván rồi. Mẹ mày, thắng là chơi 5 ván đúng không? Thế, chơi 5 ván đúng không? Thế là mẹ mày, nếu mình thắng 2 ván đầu rồi, thế 3 ván sau mẹ nó gỡ lại. Mẹ con này nó khôn hết chị này. Nó thí chị. Mình ức chế mấy thế luôn đấy. Xong rủ tôi á, rồi ai biết. Ủa, tôi có rủ ở bên, mình còn nhắn tin ở bên Discord ấy. Trời ơi, giờ solo đi á. Thôi, tí nữa chơi vẽ và đoán. Tí nữa vẽ và đoán, mọi người đều mong chờ game đó. Lật kèo mẹ mày. Chơi một ván solo coi á. Thôi, bây giờ đang ngồi nói chuyện. Ủa, thật mà. Bánh Trắng Cuốn sẽ có một thời điểm nào đấy tầm một tiếng dành cho Bánh Trắng Cuốn. Chú khẳng định, chú bơ tôi. Ủa, nhà nó nói gì đâu mà bơ. Chưa vào Discord được. Ít tương tác quá. Làm sao mà nhiều tương tác được. Để chú tắt cái. Bây giờ mọi người phải hiểu. Hương hiểu cho chú với. Đó là chú đang ngồi nói chuyện với mọi người rất là nhiều ấy. Thông cảm nhé. Thật luôn. Chú chưa bao giờ được 9 mắt 10 mắt như thế này. Chú ơi, đau bụng quá, chú đi vệ sinh hộ con với ạ. Nay chơi gì? Chắc là vẽ mà đoán. Đi vệ sinh hộ đúng không? Đi vệ sinh ra đây luôn nhá. Mẹ đùa luôn đấy. Captain nó đập vào đầu cho bây giờ. Ở đấy mà mẹ mày đi vệ sinh hộ con với ạ. Rồi đái luôn ở đây gì.
rét vãi lồn, bắt đi đi đái. Đái chắc đái luôn đây, thề luôn. Mình chỉ muốn bây giờ có một cái kiểu có một cái bồn cầu ở đằng kia đúng không? Mình không thể bê được bồn cầu ra đây đúng không? Mình sẽ nối một cái kiểu cái máng nước hoặc là cái vòi nào đấy. Ờ, xong đúc luôn vào, khỏi đi, khỏi phải đi ra khỏi đây. Nó rét ý. Thề. Mà đi thì lại phải đi thì lại phải mẹ nó đeo dép, đeo tất các thứ. Xong phải vào cái chỗ ấy. Thề luôn. Rét luôn. Chú ơi, chú có mệnh gì vậy chú? Mình cũng chưa biết là mình mệnh gì nhá, bây giờ làm nào biết được mình mệnh gì. Miền Nam em rét ỉa, miền Nam về buổi về đêm là rét thôi, đúng không? Bông Lai, mày cũng ở trong miền Nam, mày ở trong cái bây giờ có rét không, bao nhiêu độ? Mọi người phải xem biết là bây giờ nó bao nhiêu độ ấy, đúng không? Mày chú mày mắt tính mắt nai cho cha không? Có, chú có cả mắt nai bố. À, ở chỗ chú không gọi là bố. Chú gọi là ba, chú gọi là ba. Nên là chú chỉ có mắt nai bố 333 thôi nhá. Áo choàng quân đội chính xác. Từ ra đây cái rèm cửa. Đi vậy đây là kiểu cái rèm ấy, kiểu cái rèm để nó ngoác lên ấy. Xong rồi mình thấy rét quẩy nữa. Miền Nam em trưa thì nắng, đêm thì lạnh ẻ, giống như kiểu sa mạc thế á. Chú gì ngày sáng sinh 3 tháng 2 nhá. À thế á? Ừ được rồi, lại là con đây. Minh Linh là mon đấy hả? 20 mấy độ chứ nhiêu, 20 mấy độ là đủ xuân chim rồi. Miền Bắc là bố. Nhưng mà chú gọi là ba, tại vì nghe bố ấy nó rất là sắc, nó sắc mà nó kiểu nó nên chú gọi là ba cho nó nhẹ nhàng tình cảm. Kiểu mình sống tình cảm hiền lành mà, kiểu các thứ. Ba là miền Nam, chú thích ba đấy được không? Tao thích ba đấy được không? Chú biết còn là ai không? Là Trần Thị Minh Linh. Giờ đợi tí. Cái gì nhỉ? Mệnh. Đợi tí nhá, để tìm mệnh nhá. Cung mệnh hay là niên mệnh? Nếu theo như cung mệnh thì là đoài, mà niên mệnh thì là kim. Đấy, con là lóc á. Ủa sao? Ủa nó là bố chẳng được. Sao? Thế là mình là cung mệnh là đoài nhá. Nhưng mà đoài là cái mẹ gì? Đoài là cái mả bố gì? Tưởng là mệnh sát, mệnh hỏa, mệnh mộc, mệnh thổ hay mệnh gì chứ? Mình Bùi streamer 9 view. 9 view là may rồi bạn. Ôi hồi trước tôi thề với bạn chẳng có một review nào, thậm chí còn âm 1. Ờ, còn có mắt mẹ mày mắt âm 1 cơ. Bạn có tin không? Bạn không tin thì tội đéo tin. Chơi ạc nữa bay hết. Ôi thề luôn, sao nhiều ạc thế. À mà lóc còn làm về cái mạng kiểu mạng gì nhỉ hack lai hack lủng nữa mà, thế nên là bay là đúng rồi, dễ bay lắm, thể bạn mới dễ bay đó. Nếu mà còn làm ở bên trang web ấy hay bị thế. Chú 6 sao là nhiều nhất rồi á. 6 sao là cái gì? Mắt nai á. Sao lại mắt nai đấy? Super idol. Cảm ơn Minh Bùi đã đến với lại cái livestream này nhá. Cảm ơn bạn đã đến đấy. Tôi chỉ mong là mọi người ít các bạn vào đây nói chuyện là kiểu ấy cho tôi thôi. Chứ tôi không quan trọng lắm. Quan trọng chất lượng. Còn nếu mà bú phêm á, được nhanh lắm, được nhiều người lắm. Nhưng mà có bao giờ tôi ít khi, tôi chưa bú ai bao giờ, tôi cũng không ở trên nhiều người nhá. Tôi đi chú để tí nhá. Hello chú. Thực sự là alo, chú vào rồi nhá. Chú phải đọc rất nhiều comment nên là thông cảm cho chú đi. Hồi trước em có tương tác đâu, giờ em có tương tác lần này. Tôi thấy ảnh có nhiều tương tác mà được mà. Tôi thấy ảnh của bạn có tầm 20-30 tương tác. Thế là được rồi, tôi công nhận đấy. Những người đấy là đáng like rồi. Thật đáng trân trọng rồi. Như tôi đây thì mình cũng đây nói thật là mình cũng không có nhiều tương tác. 10 mắt rồi, ria. Đợt mình cao nhất là 20 mắt. Xong rồi cái page đấy mình bỏ rồi. Tạo hồi năm nó 6 vãi. Tạo năm nó 6. Bây giờ An là tầm bao tuổi? Mình hỏi thật. Đợt đấy là bạn có like cái fanpage là tên vô lại của mình. Nhưng mà fanpage đấy là mình bị mình nó bị khóa mất cái chế độ quảng cáo ấy. Mới lại nó bị khóa nhiều thứ lắm. Thế là mình bỏ.
Mình bỏ pick đấy, nói chung còn nhiều chuyện nữa cơ. Cái pick đấy á thì có cái pick đấy á thì có cái thằng em trai của bạn gái cũ. À 2K4 à? 2K4 thì là bây giờ mới 16 tuổi thôi. 17 tuổi thì đấy. Thì là em trai của bạn gái cũ. Xe lai. Xe nhá, không phải là saver nhá Hưng ơi. Con cần một khóa đi học tiếng Anh lại. Lên đây chú dậy. Dên tên em đi. Minh Bùi. Là hết tên này. Minh Bùi. Minh Bùi. Hay là Bùi Minh. Em bảy mấy group mời mỏi cả tay á. Thực ra cái đấy là cái chuyện đương nhiên thôi, không thể tránh được, nhưng mà mình cũng có một cái group để chú dậy. Scribble it. Nhiều game thế. Căn bản là bây giờ đợi 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 một ngày nào đấy anh sẽ mua cái ổ đã nhá, xong xong về làm nhá. Đợi anh mua cái ổ về xong anh tải game nhá, chứ bây giờ ổ của anh nó căng quá rồi, không không chơi được. Hello Thu nhá. Ơi. Lồn sau uống thuốc trước khi like nha mày. Rồi tao đéo uống ấy thì cái mức gì? Ủa? Tao tao bị ngu chứ tao có đâu bị điên. Mà tao phải uống thuốc. Ủa cái bọn bọn thần kinh ấy. Bọn thần kinh ấy là trong ngoài trại thần kinh ấy, bọn nó phải uống thuốc tại vì bọn nó bị điên. Nhưng mà tao cũng bị điên đâu, tao bị ngu mà. Ủa? Mắc gì mày nói tao phải uống thuốc trước khi like? Ủa? Sao mọi người cứ tắt mic hoài vậy? Thôi mọi người yên để mình nói một lúc đi, xong tí nữa rồi nói chuyện sau nha. Tại vì bây giờ trả lời comment khá là nhiều ấy. Thề luôn, cái đợt trước á chỉ khoảng có 3 người thôi nói chuyện thì mình còn nói này nói kia được. Mẹ bây giờ 10 mắt chat giống như kiểu là gọi là gì nhỉ? Cứ đập hết vào mặt mình ấy. Anh có bị thiểu năng không? Không, tôi bị ngu. Tôi chỉ truyền cái thiểu năng cho, tôi truyền hết thiểu năng cho người khác rồi. Đi khỏi giải cứu khoa Pung đi anh. Đi 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 đi. Nhưng mà mình sẽ lấy hết tiền của Johnny Đặng. Tại vì Johnny Đặng nó giàu hơn. Mình sẽ thiếu tiền. Nhiều quá cũng khổ. Thật ý, nhiều quá cũng khổ. Không đọc hết ý. Mà mình rất muốn là đọc. Mình rất muốn tôn trọng. Ai cũng đọc, đọc ạ, đọc ạ. Mình rất muốn tôn trọng mọi người. Mà mình rất muốn là đọc hết tất cả những comment của mọi người để trả lời. Nhưng mà kiểu nhiều khi có lúc đọc comment như kiểu đọc giáp vậy á. Chú tự dáng đi cho con chụp để đi đăng story đi chú. Chú chỉ có một dáng duy nhất thôi. Đây này hết. Anh biết Hiếu Lê Blanc không? Có biết Hiếu biết chứ, Lê Blanc cũng mới nổi gần đây mà mọi người đều 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 làm meme về Lê Blanc mà, nên mình biết mười mắt hầu hết ai ở trong này cũng biết Hiếu Lê Blanc hết lắc đít đi chú. Rồi lắc trên này luôn hả? Minh bạn tôi á. Thế á? À? Đấy là Minh Bùi à? Hiếu Lâm nói chuyện hay mà. Thực ra là Hiếu Lâm Lăng nói thì cũng hay, cũng vui. Mình xem rồi, mình xem qua một cái gọi là cái clip thôi, chứ mình không xem, chưa không xem live stream. Thì cái clip của nó nói chuyện nó cũng 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 vui, kiểu giọng nó hơi bị trợ búa ấy. Nghe phăn phết ấy. Với lại kiểu người miền Nam ấy họ nói hay cực. Để nói mà để đá xéo ấy, đá vui cực. Trời ơi, gửi gì vậy trời? Xíu nữa đi, không bảo ba nghỉ đứa mới là rác á, thế á, thế đi dụm rác thôi. Ủa, đi dụm rác thôi. Ủa, đi đi đi. Biết xác định kênh hướng đi á. Đúng đúng. Anh nói Yamate Kudasai. Yamate Kudasai. Đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Biến thành hình rác á. Không. Để quá đi chú á. Chú chỉ biết ngoáng đít thôi. Tao nguyện làm thùng rác nha. Ô thế á? Ôi tao nguyện làm thùng rác nha. Thế là tức là Tuệ Mẫn chỉ đáng Tuệ Mẫn chỉ đáng 30 tỷ thôi á. Ôi hạ thấp bản thân thế. Chú đánh giá Tuệ Mẫn phải phải tầm vô giá chứ. Ủa phải là vô giá chứ. Để quá đi chú. Chào. Hello chào bánh trong cuốn nhá. Oni Chan chào Ngọc Ánh nhá, nhìn thấy Ngọc Ánh rồi.
Hay cho tôi rác, công nhận cho mình rác đi. Ủa, mình rác đi. Ủa chú sao? Đúng không? Ơ, mọi người, đúng nhỉ? Mọi người đều là một cái gì đấy vô giá. Chứ đừng nói là mình là 30 tỷ. Trời ơi, 30 tỷ nó không là cái gì cả. 30 tỷ chỉ là rác thôi. Ơ, nhưng mà sao? Ơ, nhưng mà... Ơ, hai ơ, ơ, đi chạy. Nhảy quá đi chú ơi. Chú chỉ biết một đoạn trong phần nhảy rác thôi. À, nhảy quá thôi. Ờ, chú biết một đoạn thôi. Đó là cái đoạn này này. Đấy, biết mỗi cái đoạn đấy thôi. Thế chú có muốn 30 tỷ không? Không. Chú muốn là nhiều hơn, chú muốn mẹ mày 70 tỷ. Chú muốn đủ 70 tỷ cơ. Cắt đọc đầu chọc coi chú á. Đầu chọc có. Đấy tí, để cho xem cái đầu chọc. Đầu chọc đâu nhỉ? Tham lam, để một đoạn đập... Cái gì đập cuống đất nữa là cái củ mẹ gì đập này á. Rồi em đầu gặp chú nha thế á. Vừa ngủ vừa like đâu. Ủa thế rồi ai nói chuyện? Ủa thế rồi ai nói chuyện? Thế lúc đấy tôi chết mẹ ở đây thì sao? Chỉ nên cắt hai mái coi. Ừ, tóc chú không đủ dài. Nếu mà tóc chú đủ dài chắc. Bây giờ muốn hai mái chắc chú phải tỉa mất giữa chỗ này luôn. Ờ. Chắc chú kiểu lấy cái tông đơ ấy. Tỉa mẹ chỗ này luôn. Đấy thì thành hai mái. Thế. Sao chú nhạt vậy? Tại vì chú không mặn. Ủa? Để chú không mặn. Chú mà mặn thì nó đã ấy rồi. Nhìn theo dõi. Ôi dồi ôi, nhìn theo dõi rồi. Để đoạn hồi bữa đi á. Rồi ôi, Rick đây, Rick đây. Sao chú già vậy? Chú đéo trẻ. Ủa? Bye chú, rồi đi đi. Rồi, ghét ghét thì... Ghét thì ở lại mà yêu quý chú thì đi đi. Nhá, bye. Sao chú nhát mà không mặn được? Ơ cái chịu. Hỏi chịu. Đấy chú có nói chuyện chú có thở ở đâu? Thề luôn chú không thở thế nào luôn. Thề. Chú không. Thề. Không nói được nữa. Fake comment hay bị ban này. Không rõ lắm. Sao chú không đẹp mà sẽ đã không. Lát nhớ tim nhà chú á, tim ở đâu? Sao nhạt mặt lại còn... Chú nhỉ quá thì chú vừa nhảy rồi. Anh bóp cua của con cua đi anh. Anh bóp cua của con cua đi anh. Anh bóp cua. Thôi bóp chim nó được không? Ủa cái cua của con cua là cái gì? Bóp chim nó được không? Thôi để người ta. Còn đê đê đê. Cái gì vừa nó bảo cái gì nhỉ? Sao chú đi ỉa mà không chú đi cháu thế hồi chậm. Ủa mày nhìn mày ở trong bồn cầu nhà chú hả? Anh ơi em ra đi anh ơi, ra đi để chú ỉa lại cho. Mắc gì mày chui về đấy ngu. Anh còn chơi Liên Quân không anh cho sim ạp? Có vẫn còn chơi chơi vẫn còn chơi mà. Bóp con chim non của con cua đi anh, rồi bóp nó cắn rồi hay gì. Anh đang đi ỉa chú ơi. Ờ thế á. Ôi vừa ỉa vừa xem live stream á. Ôi giọng mùi thế. Ôi giọng mùi thế. Ôi mà mình vẫn nhớ cái đợt mà kiểu đánh rắm một cái mic. Sao chúng đi ngủ con chồng đít lên dậy trời. Hoa ơi mày ở gầm giường nhà chú à. Mày ra đi. Mày ra đi. Có cái gầm giường ở ngoài. Rồi trong đấy mày ở với chuột với rán hay gì. Mày ra đi. Nhạt mà không mặn xong lại còn nghẹt mũi mà còn xùi xít à, lại còn mùi xít. Mùi xít là mùi cứt hả? Anh giả bộ ngủ đi anh. Không, mình phải giả bộ thức. Sao ngủ live á? Ngủ live mà ngồi vậy. Không, mình đang giả bộ thức bạn. Mình giả bộ thức ấy, thực ra mình đang ngủ. Thề, mọi người không biết đâu. Chú có Dropbox không? Không chú á? Ừ, có nhưng mà có lẽ là không phải hôm nay rồi. Chứ ngồi live mình chú lại ngấm chân. Đây. Đây tao ngồi live kiểu này. Giả bộ chết đi chú. Đúng rồi, like kiểu này nhá. 11 mắt. Ơ cái nhẹ bọn này. Bọn này bây giờ vẫn thích trêu mình nhỉ. Ờ. Hồi trước ấy thì bọn này nó ngoan lắm. Anh giả bộ xỉu đấy anh.
Ông mình cũng mình đang xỉu mà mình đang giả bộ thức. Này solo lên con đấy mình bùi không? Sao chúng nách nhiều lông vậy? Rồi ra đây mà xem. Mày ra đây mày xem em nóc chúng nhiều lông không? Mẹ. Ở dưới mẹ con kìa. Con chào mẹ. Con chào mẹ. Mẹ. Mẹ biến. Biến. Còn mày có tin tao cầm cái ô tô tao đâm vào đầu chúng mày không? Hả? Tao mua tôi đâm vào đầu chúng mày không? Sao mày thích 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 trêu ra nào? Hiền quá mà. Hiền quá khán giả xem coi. Chú sao chú ngủ mà con thấy cái gì nhọn nhọn ngay giữa? Thực ra là buổi sáng thì thường nó chào cờ ấy. Ủa, tức là buổi buổi sáng thì thường nó chào cờ ấy, thế nên là nó dựng ngược lên, thế nên là nó nhọn nhọn là đúng rồi. Cái gì rú bự quá chú ơi. Mở mắt kìa. Mở mắt từ vừa nãy rồi. Mở mắt từ vừa nãy rồi. Anh làm bộ bác sĩ xịn đi. Sao thì bất hiếu vậy? Bình thường. Bất hiếu gì? Tại sao thực vật lại có hai hệ? Tại vì nó không thích có ba hệ. Mà nó hệ gì? Ủa nó hệ hỏa hay hệ thủy? Chú đứa trên mặc áo phông rồi bóp đại đi. Hệ gì mà hệ gì? Chả biết đâu. Mặc áo phông là sao? À đúng rồi. Rồi để tao tắt mic. Sao nói chuyện mà cứ nói vậy, để tao tắt mic nhá. Anh nhá. Tháo kính ra được không anh? Không. Mình có thể tháo quần được ta, mình có thể cởi quần được nhưng không thể tháo kính được. Mình có thể thở cởi kiểu nó ấy ta. Nay chơi game gì á? Chắc tí chơi vẽ và đoán. Ai chơi game vẽ và đoán không nhỉ? Ai vỗ tay nhỉ? Ai chơi chấm ấy nhỉ? Tháo kính ra đi không? Cởi quần thì được. Duyên rớt kìa lượm lên đi. Sao chú bất hiếu ấy? Bình thường bảo. Chú chỉ không muốn làm phiền mẹ mình thôi. Sao chiều cao coi chú 1,5 m. 1,5 m. Chú bị lùn ấy. Nhiều người không với tay chú luôn, tại vì người ta với lên là lên trên, không thể với tay chú được, tại muốn với chú là phải nhìn xuống dưới. Vú to sao con bằng chú ấy? Bằng cái gì? Ủa mọi người vỗ tay cái đéo gì vậy? À sao con cao bằng chú ấy? Thì con cao bằng. Ờ mày ngon. Tí nữa chốc nữa mày lớn lên thì mày kiểu gì cũng bị lùn đi, tại vì mày lớn lên là mày sẽ có cái này này đấy, thế nên là mình sẽ bị lùn đi đấy, nên cố gắng lên. Năm nay anh bao nhiêu rồi? Anh mình mới có 28 thôi. OMG lúc nào mà chẳng hạn mày lớn lên thì kiểu gì chú bị lùn, lúc lớn bị chuyện bình thường và mình công nhận là mình lùn, hiểu không? Mình công nhận là mình lùn, nó làm nào được. Ông già rồi mọi người, mới có 28. Ừ đúng rồi mình mới có 28 thôi. Còn trẻ em, còn trẻ. 93, đúng rồi, 93 thật. 93 thật mà. Cái em 11 năm. Nhiều đứa kém mình 11 tuổi. 11 năm rồi, chúng nó đã đi nghỉ hết rồi. À, chúng nó gọi mình là chú hết rồi. Mọi người nên lên like cho đình ổng đi. Không, khỏi like, không phải like nhá, không thèm nhá. Nhưng mà mọi người nếu mà yêu quý mình nhá thì mọi người vẫn like mình không nhận đâu. Mình không muốn nhận đâu, nhưng mà các bạn like rồi thì cứ để đấy. Có hentai trên like đi anh. Được. Like nono nhá. Năm nay là 29. Đúng rồi, sang năm là 29 đấy. Sang năm là 29 thật đấy. Mình lại nói chung là năm nay sinh nhật của mình là đến vào trong Tết. Vào trong Tết. Mình nghĩ là sẽ khó. Nhiều người sẽ chết hơn chưa like. Thôi khỏi đi. Sao chú có tóc? Mẹ. Thực ra ánh ấy thực ra ánh đang nhìn thấy đít của chú ấy. Ờ đít của chú có tóc. Ờ. Còn đầu của chú nó ở dưới kìa, nó không có tóc đâu. Nói thế là nó xạo ấy. Sang năm 30, điên là sang năm 29. Coi phim đi chú, phim gì? Anh nó biến thái quá chú ơi. Sao? Cái gì mà biến thái trời? Anh biến thái quá. Thật đấy, ánh biến thái vậy lìn. Thề. Chú giả bộ làm Saitama đi chú, đợi tí nhé. Đợt trước mình có cái đấy mà. Bây giờ mình quên mất rồi. Chứ tại sao chú lại tên Sơn?
Bố chú đặt chú thế. Ủa? Ủa? Chú biết làm nào đủ? Đừng trách em ơi, đừng ngờ em ơi. Ừ, đợt trước mình có cái đấy mà. Đâu mất rồi. Giờ bên luôn đi tìm là họ ngưng đầu tư vào cái mờ rồi. Đưa tự... đúng rồi, thế à? Thế à? Thế à, mình cũng đang tuyển bên... đang ấy... theo bị ấy rồi. Theo bỏ thôi. Tháng này đang định tuyển mà. Thế anh bao nhiêu là 16? Vừa rồi mình nhìn thấy cái đấy rồi, mình quên mất chút trả lời nhá. Cái RAM 16 ấy. RAM mình 16. Mọi chuyện nói chuyện ở đâu vậy? Bên Discord. À Discord nha, ok. Không phải là Discord nha. Nghe nó bị bậy ấy. Con chuẩn bị ngủ, chúc con ngủ ngon đi. Chúc Minh Bùi ngủ cà giật nhá. Rơi rơi từ trên xuống giường xuống nhá. Để mình tìm xem là có cái đầu chọc ở đâu. Đừng khóc em ơi. Gửi cháu coi, chú ơi, nhai mic đi. Địt mẹ. Hai mic đi. Chú đang tìm chú mẹ chú. Chú chặn tin. Không, chú thấy bình thường. Kệ. Mắc gì phải chặn đúng không? Chào chú, cảm ơn chú đã live stream. Chú có Zenman trên coi em nhà. Đúng rồi, trên story của nó có cái ấy của nó đấy. Để xem nào, đây có phải không? À, cái này dễ thương vãi lìn thề. Đừng khóc em ơi, đừng buồn em ơi. Mọi người chung anh ấy. Địt mẹ em cảm thấy mình gay lọ với luôn. Chứ hơn chóng 15 tuổi. Nên chụp một đống rồi nè. Thôi đừng chụp chú nữa, địt mẹ chúng mình chỉ dìm chú thôi. Dìm chú vui lắm hả? Sẽ filter gì gái xinh không? Xinh vãi luôn thế. Đấy nha, Saitama đấy nha. Được chưa? Chú cầu thét tên con trong vô vọng đi. Mình mồi ơi, mình mồi ơi, sao đi sớm thế mình mồi ơi. Anh này đi thanh thản thế mình mồi ơi. Thôi anh bỏ em. Xin là xin vĩnh biệt mình mồi. Thế nhá. Được chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Đi đăng story thôi. Thôi nào, chúng mày đừng đăng story luôn nữa. Đùa, không cho chú lấy vợ à trời. Ủa? Chứ phải chú ăn ba chú ở tỉnh thất bụng lại. Nào không, chú chưa. Chú không dám đâu. Chú không dám ấm ấm ai ở tỉnh thất bồng lai đâu. Mẹ cái diễm mi nó đập vào mặt chú. Mình bùi. Ok. Chú có vợ rồi. Đúng rồi, chú có vợ rồi đó. Chả biết đứa nào bắt chú mẹ mày thay avatar nữa đấy. Đầu chọc. Chú ăn ghế đi. Ghế ghế này thực ra là ghế của chú sang xịn mịn, nó không không ăn được. Mẹ mày chú mua 3 triệu ấy. Chả ăn được đâu. Cái mic này ăn được, cái mic này tầm 800 nghìn ăn được, thậm chí chú còn một cái thậm chí chú còn một cái mic nữa để dự phòng, nên là chú ăn được. Đi cứu khoa bung đi chú ạ. Nó cho chú 30 tỷ thì chú cứu không, cút tới thẻo rú đi. Đây rú rú chú đây, hiện tại là rú chú đây. Bây giờ chú thẻo đi nhá, xin Facebook vợ anh đi á, cho xem mặt đồ luôn được không? Review vợ anh đi á, vợ anh ngon gái, sướng, đối tối bao giờ cũng sướng, thế nhá. Xin mua mic anh ơi á, cho luôn này lấy không? Vợ chú là tị tóc dài, chú đấm thằng Dích đây, chú bảo nó sang đây. Ok. Chú thẻo rú rồi. Ủa vừa vừa vú chú to thế mẹ cơ mà. Ủa bị chú thẻo phát hết rồi. Ủa vợ chú là con sích toi đó. Không, vợ chú có vợ thật mà. Nó vợ thật mà. Xem phát á, đợi tí nhá. Để gọi con vợ nó vào nhá. Em ơi. Viewer của anh thì nó muốn xem mặt em. Để xem em xấu hay đẹp thì thôi em mặc ngay cái áo áo lót vào nhá. Mặc cái áo lót vào lên 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 cô. Nhá. Mà thôi mà khỏi mặc đi, em làm đéo có vú mà thật em không có đâu. Thế nó bảo nó không ra đâu, thẻo vú con ngọc ấy nó láo quá, công nhận nó láo thật đấy. Cứ ăn thằng Tết đi á. Ủa nó sang đây chú ăn luôn, thề luôn, nó quan tâm chú ấy lìn. Nó quan tâm chú ấy lìn luôn, nó như kiểu người yêu của chú không bằng ấy. Thế
Alo. Ông đi rồi. Con yêu chú mà. Ghê luôn nó con. Mẹ cái thằng Rick đi nó quan tâm mình gãi lùn à, quan tâm vợ chồng mình gãi lùn thề mọi người. Ông đi ỉa rồi, đúng rồi mình đi ỉa rồi à, chồng chồng mình đi ỉa rồi mọi người. Lô cô chào anh nhá, chào anh xinh gái nhá. Thì tại ông đang đóng vai vợ ông không đâu đi mẹ, tôi là đi mẹ mấy con gái ở hỏi nghe giọng khác không để mẹ mày. Tôi tháo tóc giả chút đéo cô khác chú cô đéo chiều đâu, sao nó cô giống chết được cậu ơi. Địt mẹ mấy tiếng phu thê, tiếng phu thê nó phải giống nhau phải không, sao cô nói một cái địt mẹ vậy, địt mẹ sao cái thằng này nó hỏi mình là địt mẹ vậy. Chị tên gì vậy, chị tên là Sơn nhá. Ừ đéo đi cô đây. Chờ em đi chị ơi, chào Mẫn nhá. Ừ đúng rồi, đừng có đéo nữa. Không, địt mẹ cô có nói đéo bao giờ đâu. Địt mẹ, cô diễn thành người có văn hóa đi chú. Cái gì cô diễn thành người có văn hóa đi chú, là cái gì ấy thì đéo đi ngủ rồi, cứ cắt ra like để ở đâu thì mẹ ta like luôn này. Ủa tắt like chúng mày không đi hả? Tắt like rồi chúng mày không đi hả? Qua đây về đây, có giỡn. Ông đang rửa đít á? Không, ở đây người ta không rửa. Ở đây người ta không rửa đâu. Ở đây người ta chỉ thì có mẹ lấy vòi xịt đít xịt vào thôi. Không rửa, không dùng tay. Tay bẩn với lồn. Xin lỗi con cá. Tôi đã bỏ qua cái chuyện con cá nhỉ, bỏ qua cái chuyện con cá nhỉ, sợ cô tắt lại. Tôi đã có thể chú rớt vào đầu anh hỏi chú đi ra hỏi đéo cô. Cô tắt lại đi rồi mọi người đi cho cô vui. Sao 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 mọi người không đi trước đi cho cô vui, rớt tóc giả kiểu cô đâu đi. Tóc giả vẫn trên đầu đây bảo hello cô ấy, hello đó Linh nhá. Này nhá, mày vào muộn nhá Linh nhá. Tao vẫn nhớ mày là mày ngồi nói chuyện với chú mày suốt cả một đêm, xong bây giờ mày bây giờ mới vào hả? Người ta mở live từ 9 giờ rồi. Mở live được khoảng 30 40 phút rồi, bây giờ mới vào. Đèn màu sau lưng ơi, miễn phí nhá. Trả bằng một đêm đấy, trả bằng một đêm sung sướng đấy. Cái gì đấy hả Hoa, mày tải cái đéo gì đấy đi cọt đấy. Chứ cái link cái mà mọi người đang cô coi á. Được rồi. Ánh vào rồi mà. Hình như tưởng ánh vào rồi mà. Rồi để chú mời lại nhá. Thử tách. Ơn được Linh nha. Áp nhìn anh giống gái công nhận thần tiên, mẹ mình nhìn xinh vãi lồn thề. Có mọi người cái tắm về đẹp thiên nhiên. Mọi người lại nhìn nhìn có cả Linh cái gì mẹ tôi tao vừa gửi phòng tao mới gửi đấy mày. Mình là mình hay quạo lắm mọi người, mẹ mọi người đừng có kiểu chửi mình như chửi chú đó. Chú là chú chiều, mình là mình đéo chiều đâu. Đã chụp ảnh cô rất tóc giả có cái đầu bục có cái lồn đâu em, mày chụp vào đâu ấy, mày chụp vào đâu ấy à kìa à. Thế rồi thế rồi giờ ai mới vô xem rồi ai biết. Tao nhớ cô á. Ôi cô nhớ Đỗ Linh lắm, nhưng mà Đỗ Linh là con nào đây? Đỗ Linh là đứa nào đây? Bảo em xinh thế chắc chạy vì mẹ bỏ mẹ. Cứ bảo đi. Nhưng mà cô là con người đéo có một chút văn hóa nào thế không, văn hóa của cô là kiểu như thế. Văn hóa của cô nó thế, nhưng mà đừng có bảo là cô không có văn hóa, xin lỗi nha.
Thì con bị lag mọi người. Buồn cô ghê, em thấy gì không? Thấy gì không? Không thấy gì không? Không, không thấy gì hết trơn á. Ủa mà thấy gì là thấy gì? 945 ấy mọi người. Chuyển sang chú sẽ chuyển. À nhầm, mẹ mày. Cô sẽ chuyển mic cho chú. Xong rồi bảo chú vào chơi chơi điện tử với mấy đứa nhá. Chú đéo biết điện. Ôi ui. Cái gì à? À, ngủ à? Ok. Ok, cô xong rồi. Không thấy phần cứng hả? À, thế rồi. Đấy rồi. Cô bị làm sao? Cô chả bị làm sao? Này á, cô là cô đéo chiều này chú đâu. Chú có mới làm này cô, chú chưa rửa đít xong, thề chú rửa ít ít lâu vãi lồn. Cô Ô nói thằng chuyện như ngoài. Ôi ơi, ai gọi gì đây? Mẹ nó bị cái gì? Đây rồi, đợi. Nó bị đáp. Eo rớt quá à? Lại rớt hả? Cô xem viên gì cày chưa? Xem rồi, xem với chú rồi. Xem thứ chú rồi. Được tóc lên á. Đâu? Đâu? Đây. Đây là cái tai nghe nhỉ? Quên. Nếu là cháu đi đái mà. Ủa? Mày đi đái mà mày cũng phải que ra hả? Thôi rớt, rớt tí. Ô vừa rửa đít cho chú đi. Ui, toàn liếm đít thôi. Toàn rửa bằng lưỡi thôi. Không rửa bằng tay, rửa bằng tay bẩn lắm thề. Toàn dùng vòi xịt đít xong rồi nó mất rồi à? Mất thì nó lại hiện lại mà nhặt lên để đưa vào mà. Bách lồn bay tóc thề, bay rồi. Hết bay chưa rồi trời ơi. Thật mà thề. Rửa bằng tay bẩn lắm. Toàn lấy vòi xịt đít đi. Xong thôi để chú nhường mic nhá. Thằng này nó rửa tay. Thằng này em để giảm mic nhá. Để giảm mic nhá. Thì khi mới quen nhau tay nắm tay vẫn ngược. Chứ làm cái đấy liên hiện thông báo ghi chú đi á. Thông báo. Thứ hai làm cái donate đấy thì tại vì nhưng mà cái đấy phải ghi ở bên ủng hộ tôi hay sao ấy, chứ còn cái bên ủng hộ tôi mới làm được thế, chứ còn không làm ở đây, là không làm ở bên Facebook. Bên Facebook thì nó cũng có thể làm được ấy, nhưng mà để mình tìm lại xem hôm qua là ai gửi sao ấy. Đây rồi, đây đây đây, ghi là 10 triệu anh ạ. Đây đây này, nhưng mà cái sao thì nó bé quá, đang đang thiết kế lại nó bị bé quá, chắc phải sang cái stream lát để làm lại. Đang diễn đi đấy, kiểu anh giả bộ vờ như em, như ở cái text nó bị bé, chắc là phải xem lại. À thôi bây giờ chuyển sang chơi game đi, sang sang bên ấy đi mọi người. Mắc gì cười hoài. Ơi mọi người đã sẵn sàng để chơi game vẽ và đoán chưa? Hoa ơi lập hot Hoa ơi. Để mình xem là có ai chơi nữa không, để rủ rủ bên team để xem ai chơi nữa. Mình mở 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 hot lên đi để chơi vào trong cái vào trong Discord nữa nha. Nhìn chút. Ơi ai ai giọng dễ Sao? thương ấy nhở. Sao chú nói cái gì? Chú bảo là hôm nay thì mọi người không không đồng ý chơi phai phai, chắc để mai kia đi. Xong rồi hôm nay chơi vẽ và đoán đấy mà. Biết Vậy chưa? đó. Vậy bài đó thế nào vậy chú? Mẹ đoán đợi tí để con Hoa nó lập 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 hot xong rồi nó mời mọi người nha. Nhớ gửi cho con nghe. Ok. Ok chú.
chơi vẽ và đoán cho vui chứ. Ok, đang 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 lập đây. Hello Gen nhá. Gen vào hơi muộn nha. Con giả bị lập không biết tải ở đâu á? Tải á? Link tải á? À, cái tí nữa mình sẽ cho một cái link ở trong Discord nhá. Hay hoặc là ở trên comment của Facebook luôn, mọi người nhấn vào là chơi thôi. Mà chơi làm sao á? Thực ra mình đã từng chơi rồi mà sao mọi người không biết à? Cái link của game đấy thường là gatik.io, tí nữa mình sẽ mở vào phát là được thôi. Tí nữa chơi làm sao thì là vẽ và đoán thôi, Con lười chơi quá chú ơi. lười chơi thì nghỉ. Ủa xem thôi, ủa được không, được chưa? Đấy, Hoa đã có link ở bên Discord nhá, mọi người nhấn vào để tiếp tục, để tiếp tục chơi thêm nào. Để... có Chú cái ơi nhai mất đây. gì sao lại nhai đít, thì mới yêu nhau tay nắm tay nên vận ngược. Ông kia thì chơi một con bệnh à, thế à? Dark Decision vẫn chưa tải được, thế vẫn chưa tải được mà nhìn mẹ trên Google nó bị nó bị sợ ấy. Chú ơi làm tôi thách cạo lông nách đi. Thử thách cạo lông nách à? Thế theo cạo xong chú được cái gì? Chơi thần trùng đi chú. Tế ra tế thành chùm hả? Thôi vuốt keo bọt được không? Nam nhi mà ông ơi. Ủa tôi là gay được không? Ủa tôi đi làm gay, tôi tí tôi mặc váy tôi chơi game được không? Ủa, mắc gì nam nhi không được sợ ma. Ủa giờ đi mình ngồi. Đang đang vô nhá. Mới Cái có web. một con. Rồi hai con người. Ủa avatar ai vậy ta? Ồ, Anh ơi, avatar anh ai đấy? Ôi, avatar ai xấu ấy? À, xinh đấy. Nhầm. ơi. Game đương hiểu Ok coi game. như nó xấu. Nó Free. xấu. Ok. Ba ơi gửi link cho mẹ. Ba gửi link cho Mẹ mẹ. ơi con gửi rồi trong đít cho mẹ. Tối Trong lại Discord nha, không phải trong đít nha, chung á, từ chung, từ từ chung á. được chưa, mọi người thấy chưa, trời ơi, đâu đấy có ba người vậy. Ba ơi, gửi link qua net đi, mẹ không có thấy, qua net đi. Chú đội váy nó mới đẹp. Được rồi, thứ bảy tôi mặc váy tôi live stream cho mọi người coi. Mé. Buồn cười thật đấy. Hơi bị lâu nha. Mày vẫn để cái mới đấy à Hoa? Hoa ơi. Để cái mới đấy hả? Cái bữa sửa đây, cái bữa Cái sửa bữa mình đây. sửa đúng không? Ủa Jack Đúng. mắc gì mình xuống đây Jack ơi. À ừ, lẽ ra bọn mình phải xuống cái chỗ chữ vẽ và đoán ấy. Nhưng mà Xuống thay. xuống nha mọi người. Xuống chỗ chữ vẽ và đoán ở dưới cái kênh ở dưới ấy. Ừ có mét đi Hoa kìa. Chơi làm sao chú? Nói chung nó sẽ có hai từ, mình chọn một từ xong mình vẽ về cái điều đấy làm sao mọi người đoán là được. Mọi người đoán được thì mình được điều. Mày gửi cho tao đi Hoa. Để mình gửi luôn vào trong cái ê... Con gửi cho mẹ con gọi. Ủa đấy là mẹ mày á? Không. Con Mẫn cơ mà. Vẽ chỗ nào á? À? Xíu nữa chú cho mà xem. Nếu mà chẳng hạn Ủa mà con không mở tự nếu mà chẳng hạn không tự tin để chơi nhá Jack nhá, thì mình có thể mình có thể xem trước xong 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 mọi người có thể ấy sau nhá. Link đâu chú? Link đấy, link vừa post ở phần comment nhá. Chơi tầm 7 8 người là vừa đẹp. Mọi người để một cái tên nào đấy cho người ta dễ dễ nhận biết đi được không? Thật dễ nhận biết đi được không? Cảm ơn mọi người nhé. Ở đây có user 519 không biết là ai thôi. Ừ, để mình sẽ đưa cái System ready running. Load setting successfully.
Để xem xong rồi chơi gì. Ô chỉ chơi có một lần thôi. Mai kia chơi nhá, cứ xem tạm nhá. Xem tạm và nghe tạm mọi người chơi nhá. Được chưa? Thế đủ chưa? Đủ slot chưa mọi người để bắt đầu này. Đôi ở đây có đôi 4 Quỳnh Hoa đôi 4 6 7 người. Là toàn đầu chọc hết này. Thì ở đây có 7 người rồi, chúng ta bắt đầu nha. 7 người là ổn Không, đấy. hình như đợi nãy con vừa mới thấy có ai xét kìa. Đó, ủa thấy có rồi. Ủa sao thấy có hai người Đúng rồi, thế là được rồi. rồi, thế là đủ rồi, 7 người là ngon rồi đó. Sáu. Chị Google bắt đầu đọc bình luận. Mẹ mày bây giờ mới bắt đầu đọc bình luận. Ô, bảo anh xuống đi. Bảo anh xuống, xuống xuống cái vẽ và đoán đi. Rách dây, để con xem xong gọi chơi. Ở trong này nào, xong chưa, nốt nốt ánh này vào trong cái sảnh sảnh vẽ và đoán là bắt đầu play luôn này. Thế nhá, gì vậy chui, mọi người tránh tránh cái sự gọi là nhấn vào nút X nhá, dễ bị thoát ra lắm nhá. Rồi mắc gì con ánh nó thoát rồi. Jake bây giờ mới tham gia An Gaming à? An đăng nhập bằng Facebook à? Ngon ghê An ơi, có link. Từ rồi để mình gửi link Discord cho cả An nữa nhé. Khi mới yêu nhau ta hay nắm tay phản ngược. Mình tạo dựng một cộng đồng ở bên Discord, gọi là cộng đồng nhỏ thôi, mọi người chơi với nhau thôi chứ cũng không phải là cộng đồng gì cũng nó ấy cả. Thế nên là nếu mà mọi người mà vào chơi thì có thể kết nối với nhau chứ không nhất thiết phải là chơi nhất kết nối với mình nhá, mình không quan trọng lắm về việc ấy. Nào thế mọi người thoát hết rồi trời. Ủa ánh đâu? Gen nè, Cẩm Lan sục là ai rồi? Để trời. Ánh bảo nó vào đít xong cuối cùng nó đít connect luôn. Thế mắc cười thế. À Hưng à? Hưng. Ủa, thế Nguyễn Hoàng An với An Gaming thì là giống nhau à? Nguyễn Hoàng An, này chơi sao anh? Này chứ bây giờ nó sẽ cho một từ. Nó sẽ cho hai từ. Nó cho hai từ nhá. Đấy, nó hiện lên màn hình của mình là hai từ. Xong mình sẽ nhấn vào một từ, xong mình vẽ cái từ đấy ra. Nếu mà mọi người đoán được cái từ đấy thì mình được điểm và mọi người cũng được điểm. Đấy, thế thôi. Nhưng mà vẽ phải đẹp cơ. Trong này toàn người vẽ đẹp thôi, thề. Đẹp cực. Mẹ. Vẽ người đéo toàn ra con súc vật. Vào đít chứ Sơn gửi thấy mình cháu á. Vào cái chỗ phần vuốt từ bên bên trái qua. Anh ơi, anh có nhìn thấy không? Vuốt từ bên trái qua. Vuốt từ trái qua này. Vuốt từ trái qua rồi nhấn vào. Vẫn cái đít đấy, vẫn cái server đấy thôi. Đợi tí nha, thiếu thì không biết chú ơi. Trời ơi, không biết thì thôi nghe like đi trời. Hồi Đinh, nói về vẽ thì con vẽ không khác thì Picasso. Cái gì? Nói về vẽ ai ở thế á? Vẽ không khác thì Picasso á? Ôi, mình chỉ thế thì mình chỉ biết cát với xô thôi. Còn pi là cái gì thì không biết. Pi là cái gì thì lại đéo biết. Để mình tìm. Chứ giờ không mời được vào rồi. Không biết cho không có like Hồi Đinh, mà hồi ông chưa biết vẽ ấy. gì tệ nó hồi ông chơi.
Để tên đi. Không, để gấu mèo là biết rồi. Ôi trời ơi, để gấu mèo là biết rồi. Trời ơi, mọi người cứ thế thoát dần vậy. Chơi 7-8 người là vừa đẹp mà. Nhanh hết giờ, 10 giờ rồi. Chơi cái này cũng lâu phết đấy. Hoa ơi, mày tạo bao nhiêu điểm đấy? 480. 480 là được. 480 thì hơi lâu, tầm phải 40-50 phút. Nguyễn Hoàng An, em vẫn không hiểu cách chơi. Thế được Mạc rồi, Huyền. đợi đợi mọi người chơi một lúc không hiểu nhá. Không biết An Gaming và Nguyễn Hoàng An thì là một à hay là hai? Nó thác thác bóng em người. Lại còn gấu mèo, lại còn Pikachu. Mình biết mỗi cát với xô thôi. Mình làm xây dựng mà, trước mình làm xây dựng mà. À là một hả? À, xây dựng một nick thôi má. Cha nội buồn cười thật đấy. Nguyễn Hoàng An là một mặt cười. Rồi đợi Ánh vào nữa nhá. À Ánh vừa vào này. Ánh vào được chưa? Rồi Ánh nói một câu nào. Trời ơi, nó tìm đến lắm nha. Ừ, giỏi, tìm thế là giỏi rồi đó. Được chưa? Vào game đi. Từ từ để chút xíu. Ôi trời ơi, nghe dễ thương thấy mẹ luôn. Nói thế khen để mà thôi chứ gan nó cũng bình thường. Nốt nào, nốt nào. Chúng này quá khen cháo rồi. Ủa Hoa, Hoa, ủa Ánh đã vào đâu? Ủa sao nó chưa bảo vào? Ủa bảo vào bây giờ, bảo Ánh vào mà. Thôi rồi mày cứ vẽ đi, tí Ủa nữa kệ cho Ánh vào ván sau cũng được, không sao hết. Ánh nó nghe giỏi đi mà. con, con cháu đang vô nè. Ừ. Lại cái gì đây? Sời, sời, sời. Mọi người đoán đi. Đang xem quảng cáo hay sao ấy anh? Quảng cáo đã bị lắc nữa chú ơi. Thôi cố gắng vậy. Đoán được luôn, vẽ xịn đấy, vẽ thế này vẽ ngon rồi đấy, vẽ này hơi hơi bị đẹp rồi đấy, mẹ mày Picasso tương lai rồi đấy, đồ giáo viên. Cố lên anh ơi, mọi người trả lời xong hết rồi. Áo dài xong đến Mr. Gấu Mèo. Ủa sao đến mình? Thấy cái từ nó thú vị lắm chú. Đít. À quên. Đứa nào bảo là con cu đấy. Mất dạy. Đùa luôn á. Đứa nào bảo là con cu. Này mà không vẽ được nữa, này mà không đọc nữa thì chết đi, không làm gì nữa. Ủa cái đấy là cái để cắt đấy mọi người, cái để cắt đấy, hai tay để cắt đấy. Bạn user 1058 không biết là ai, à không rõ là ai, phải thoát mất rồi. Đùa, không đoán được, không đoán được ấy, thoát mất luôn đấy. Đừng có ngại cái việc không đừng đừng có ngại việc không đoán được. Gen kìa, gen kìa. Chứ không đoán được chuyện bình thường mà. Chơi nghĩ đến chuyện nhất nhủng các thứ nên là nó hơi bị loạn ấy. Không phải con này. Con gì? Gì vậy má Gen? Gen vẽ đẹp lắm mà. Thế Gen vẽ cái bọn mà con gì nhở? Anime với các thứ đẹp phết mà. Chịu. Ủa cái đấy là cái gì?
Dễ lắm đó chú. Người ngựa ngựa người. Kỳ Lân. S1058 là ai ấy? Bạn đặt lại tên cho mình. Con Con sẽ gợi ý gợi ý đi, gợi ý đi. một cung trong 12 cung hoàng đạo. Ôi giời ơi, nhân mã, trời ơi. Nói thế từ đầu mẹ đi. Trời ơi, hết mẹ rồi. Chát không kịp, chát không kịp. Với chú là người ra đề. Công nhận đấy, công nhận. Tệ vãi. Tệ vãi. Đến ai nhỉ? Dịch đấy, vẽ đại đi, dịch ơi. Còn chẳng biết đúng hay sai. Baby. Về nhà mà cãi nhau. Trật tự hết đi. Baby. Hả? Rồi, ok, chuẩn đấy Rồi, tưởng chưa quên chứ. đấy. Không quên đấy, 100 từ cơ mà mày. 107. Hơn 100 từ, nhớ nào được hết. Picasso ấy, mọi người ngóng chờ Picasso ấy. Chắc ở đây là Pocassi. Em thật lòng xin lỗi vì đã cái gì đánh đánh mắng Pikachu. À, cố lên. À, cái giường này, mọi người, giường giống cái giường lắm. Giống lắm, nhưng mà không phải đâu. Giống cái giường lắm nhưng không phải cái Ủa giường đâu. chú, chú nói gì vậy? Ai biết Nói gì vậy? Không phải chú cái giường đâu nha. cái Em xin nhắc tivi lại là một lần nữa, không phải là cái giường đâu nha. lâu đài Mọi người nghe lời Hoa là coi như mọi người. mẹ nó nên nhấn mạnh cái đáp án là còn gì nữa. Trời ơi, nó là cái giường Ừ, đó. Trời ơi. chứ không phải là cái giường đâu. Không hiểu cái giường này kiểu gì luôn. Tình quyền mạnh dường mạnh dường như cái lâu đài tình máu vậy đó. Tệ 18 cộng nó mới chịu nha. gì. Em mới lâu đài tình ai đó, chắc đéo có trên trần gian. Vẽ gì vậy? Cẩm Hưng. Hưng vẽ đi. Trời ơi, em vẽ nét nhỏ này. Nó bị lệch cái gì đó chú ơi, khó vẽ quá. Có vẽ sao mọi người vẽ được mà ổn mà anh Sơn xấu trai Con đấy. xài iPad nên khó vẽ rồi. À nó cố gắng đi sau khắc quen quen dần. Ủa đáp án nó lại là anh Sơn xấu trai à. Trời, BB, chú bắt like cho em đi, mặt cười. chú búp like cho em đi á. Biết đâu chú không biết búp like nhá, liên hệ với bạn Lóc nhá. Cái này là liên quan đến con người rồi, người gì đó rồi. Hết gợi ý luôn, mỗi lần gợi ý là mất thời gian đấy, đừng đùa. Nó khó vẽ quá chứ. Ủa mình có thể gợi ý bằng mồm mà. Con gì bị cắn? Con gì cắn người mà có thể bắn tơ? À đủ 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 đủ. Mẹ chú bị viết sai, chú viết thành người nhận. Mẹ liên hệ bạn Lóc nhá, thật ý. Bạn tên là cái gì, Nguyễn gì Linh ấy. Rồi, viết không dấu. Rồi. Xu. Lại đến Quỳnh Hoa kìa. Qua một vòng mà chưa tới lượt của cháu. Nhờ Quý. đến qua chả hiểu luôn. Hay là AFK Tô Hoài tắt đèn đúng không?
À không, tắt đèn đúng không? Tắt tố, quên. Đơn giản thôi mọi người. Có một từ thôi. Bác Hoài đẹp trai tiếng Việt, có một từ thôi. Đúng rồi, đúng không? Ánh. Ánh xinh gái. Trời ơi, một từ nhưng mà cháu ghi cái từ ngữ đằng trước nha. Ủa, đầu tiên chú còn ghi là cái gì nhỉ? Văn học. Nó thừa Cháu từ. ghi ngữ văn, trời ổn. Ngữ văn. Và nó có một từ ấy. Rách đâu Đi rồi? đi, Lóc là ai sao em tìm không thấy đi. À, lóc bị khóa nick rồi, quên. Lóc bị khóa nick rồi. Tí chú gửi không? Bây giờ đang chơi chưa gửi được. Mà hack làm cái gì? Mình phải chơi phải tử tế chứ. Đấy, đến lượt ánh nè. Mình phải kiểu gọi là chơi làm sao cho nó công bằng chứ, sao lại đi hack thế? Hack mới búp đấy, chú ít thì búp mới hack lắm thật. Nếu muốn thì cứ liên hệ cái bạn Baby bạn bạn tên của là gì nhỉ? VL mặt Để cười. tí để tí chú tìm cho bạn đấy ở vừa comment ở trên này mà. Cái gì Linh ấy, tìm trong like á, có bạn tên là cái gì Linh Linh bốn chữ ấy. Hộ chú với. Ủa anh không vẽ hả anh? Anh ơi, anh xinh gái. Ủa không vẽ gì thì cũng phải gợi ý bằng mồm đi chứ đúng không? Nói ra cũng được mà, để mọi người đoán. Ủa anh ơi. Anh ơi, anh xinh gái ơi. Anh cứ ghê ơi. Má. Anh AFK mọi người. Toang thật rồi. Không chú, ở nhà cháu là cái, ở nhà anh là cái con, ra đường anh là cá. À ok. Ra Chú đường cá hiểu mập. không? Ra đường là cá mập. Hiểu không? Chú hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chú Ở hiểu nhà không? cá Chú con, ra hiểu đường thì là cá béo. không? Ra đường thì là con cá cái chữ ở dưới đây. Chú body sum sum quá nha. Ơi. Chú body sum sum quá nha. À không. Body Samsung quá nha. Ôi, gì trời? Ủa sao biết? Với cái kiến thức mà con đã học thuộc từ lúc nãy. À, tầng Chú hầm. vẽ đẹp đó, Thực ra vẽ chú tầng vẽ hầm. đẹp nha. Trời ơi cảm ơn con nha, nhưng mà mẹ đóng rồi. Ủa đây là cái cửa thôi mà. Ủa sao lại nhà phao? Ủa đây là cái cửa mà nó ở trên tường ấy. Cái cửa ở trên tường nha. Cái cửa. Rồi ok, tất cả mọi người trả lời. Thấy chưa? Mình phải vẽ giỏi thế mọi người mới trả lời được chứ. Gen cài. Văn hóa em cài mái tóc. Tưởng là tưởng cái gì gen idiot. Ôi, gen vẽ đẹp mọi người. Gen hay vẽ anime ấy. Mà tháng này là tháng kiểu DDD mọi người. Thì gen nó ai mà muốn kiểu DDD ấy thì ai là nam nha, con trai nha. Liên Chú hệ là gen, cái. gen sẽ vẽ cho một vài những cái bức họa anime kiểu nó chất lượng. Hentai. Sao lại nói là hentai, kiểu anime nó lo lì, nó dễ thương các kiểu. Cảm ơn cậu lắm đi. Nó là son nha mọi người, nhưng mà son không phải là cái son son để đánh, cái son mình để Ủa, son cảm không ơn phải cậu son nên đã không để đánh thì nó để làm gì, nó để vả. nha. Không, nó cũng có thể là đánh nhưng mà nó không có ra màu.
Thôi nhắn tin sao? Thôi cảm ơn con nha, mẹ yêu con lắm. Đúng rồi, nó không có màu đỏ. Son son dưỡng. Nó sẽ dưỡng môi ấy, chứ không phải là son để đánh lên màu đỏ. Cái gì vậy? Ông đọc đáp án rồi đó, anh nghe nghe nha. Cũng hết mất rồi. Và nó không lên màu là mới hiểu. Mãi yêu hoa nha. Right. Đây. Yêu hoa. Ôi. Trời ơi, ôi Hai. gì Hai. Hai. vừa nghe sao mọi người phải hiểu sâu xa lên một tí. Sâu đây xa là ra. một cái môn học nha, môn học. Một Ồ, vừa môn rồi học, mọi người nhớ tô hoài là môn văn đúng không? đúng Nhớ rồi. tiếp Giờ một đi, còn tiếp một là đi. môn gì? Công Môn thức. Trời ơi, tất cả mọi người trả lời được. rồi Trầm tiếp cảm. theo nhắn nhiều. Nói chung những cái đáp án mà mình đã soạn ra rồi ấy, nó rất là kiểu Chú biết đó, hóc chú biết đáp búa. án rồi mọi người. Biết nhưng mà nó trộn mà ai biết được. Thì nó chọn nhưng mà chú thuộc hết rồi, chú thuộc hết rồi mười. Chưa, đã Ủa? mất lượt kìa, chắc quên chọn hoặc là chưa biết phải chọn cái gì. Hưng kìa, Hưng thì đang bị ao nét. Trần Tuệ Mẫn, 2 mũ 32 bằng bao nhiêu cú? Cá Mặt để mình trời. ăn cơm. Gì nói lại coi. Cái để mình ăn cơm của trẻ nhỏ. Trời ơi, dễ nhỏ. Trời ơi, trời ơi. Dễ Ủa, quá. ủa, Ủa chú? Ủa? Ủa chú? Phải gọi không là cái biết. đồ đi múc cơm. Phải gọi là cái đồ đi múc cơm, nhưng phải là đồ để ăn cơm nha. Đúng rồi. Đồ đi múc cơm là cái môi nha. Thật đấy. Chỗ chỗ trong miền Nam tưởng gọi là cái xẻng. Ủa gì? À, cái gì? Ai biết 2 mũ 32 bao nhiêu chú? Trong trong miền Nam hình như là gọi là cái giá. 2 mũ 32. Không nhớ, Cái gì? không nhớ. Không, cái giá là để múc múc canh nè. Thì giá đúng canh nè, đúng cơm cái gì? Thật mà cái muỗng là kiểu cái mũi cái bằng sắt nhưng mà một mà nó to to đúng không? Cái Mọi người muỗng. nhìn em dễ Lại nè. mùi. Cái này mà bàn mãi để bàn mãi để... Trời. sao lại cặp ấy là mẹ nó phải vẽ chú Sơn lên đấy mẹ các mọi người mới hiểu được. Cái đấy thì mấy mấy cái gì kiểu Cái mà lúc mà chú đi phải chú đứt ấy. Lúc đầu con tưởng cái túi, công nhận lúc đầu tưởng cái túi thật, nó vẽ đúng nhưng mà thực ra là phải nhìn từ trên xuống. cái mà mình thấy chú Sơn ngồi trên đó ấy. Ánh tu te số 1 thế giới. Vậy nhanh coi, vậy nhanh coi. Đi mời. Cái gì thối á? Thầy cổ đại là cái gì nhỉ? Cổ đại là cái ủa vẽ Không, ra. một cái không là một cái môn học nhưng mà ở thời cổ đại. Ok. Ok, đan 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 đan. Nói là quá khứ đi, trời ơi, thời cổ đại. Không thì cái đó ở ngoài cổ đại mà, lịch sử là cổ đại mà chú. Ok. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn quá khứ là những chuyện khác mà. Đâu có trong lịch sử. Vậy cái này khó này. Không phải thác. Ủa sao con đề con không nhớ ta?
Mày nhớ nào được, mẹ chú vẽ khác lắm. Ôi được, được, Hưng được. Tuyệt vời Hưng ạ. Hưng này chắc là liên thích thích về nghiên cứu về cung hoàng đạo đúng không? Không. Sao biết? Liên quan đéo ở nhân mã đấy. Ủa hai cái bình á. Ủa cung của mày ấy Quỳnh Hoa ơi. Hoa ơi, cung của mày đấy Hoa ơi. Rồi, chuẩn. Chứ không nói cũng không biết nữa. Mọi người ơi, thực ra nó là kiểu kiểu bảo bình á. Bảo ủa? Bình ấy. Bảo bình á. Không, mọi người không biết cái bảo bình nó ký tự là như thế à? Ủa? Mọi người. Quay. Bảo bình chứ phải vẽ ra nhiều cái con kia kìa. Con nào? À cái con mà cầm á. Đùa chứ không biết vẽ người. Ông người cá. Ừ, chú không biết vẽ người. Chú vẽ người chú chỉ vẽ mỗi cái vòng 1 với vòng 3 không à. Đầu chú biết vẽ đâu. Lại còn cái gì đạo lý ở đây nữa. Vẽ địch bỉnh bẩm trời ơi. Thế phải vẽ huấn hoa hồng ngay chứ. Không viết tắt nhau ánh. Chơi viết tắt đấy đùa luôn đấy. Rồi được. Ủa môn môn đấy là môn. Đúng rồi đúng rách đúng. Chẩn luôn. Hưng kìa. Ủa đi học mẹ ơi. Lại không biết cái môn này. Không biết. Giáo dục công dân chị. Ok thế rồi được. Cố lên viết cố lên. Trời ơi. Chết thôi, phải xem live bằng điện thoại. Oh, xem comment bằng điện thoại. Oh, TikTok, TikToker. Ủa? Hình như là cái app nào ấy chú. Hình như là cái app nào ấy. App nào làm gì có app nào. No no. Instagram idol. Idol chỉ có à, cái gì nhó. Bon up đít. Mẹ có mèo á. Mấy cái có mèo. Ủa viết như nào? Nó là TikTok nhưng mà ghi kiểu khác. Ghi kiểu khác. À. Ôi. Right. Ủa nó không ai biết luôn. Đúng rồi, có Hưng biết. Đúng rồi. Cái gì? Ủa alo, tính ghi gì mà sao sai á? TikTok là TikTok. Thì chính là TikTok đó trời. Thề nó mình ra đáp án mà mình quên ấy. Ủa mắc gì cười? Mắc gì cười? Ủa đáp án của người ta? Ủa? Có giỏi thì ra đáp án đi. Có lại cũng. Nào mọi người, vẽ nốt đi. Ôi, vẽ nốt đi. Dễ quá. Ủa cô dậy thôi hả? Cười nghiêng ngả hả? Ôi đừng cười nữa, cười hoài, cười mất nửa thời gian luôn này. Ủa đấy là nó vẽ hả? Mình tưởng nó cười luôn á. Không phải. Ha ha. Yêu. Ủa nó là cái gì nhỉ? Cái con ra tường cũng không biết nhỉ? Mày ngu biết nào được. Ủa chú cũng có biết đâu. Ừ thì chú bảo chú khôn đâu. Ủa thì chú cũng nghe con. Ừ. Ủa gấu mèo ấy. Thôi ơi gợi ý đi trời ơi. Không ai đoán được là không được điểm đâu. Không biết vẽ kiểu gì luôn hả. Giới thiệu gợi ý bằng mồm đi cũng được mà. Có ba chữ.
Thì biết rồi, cái ba chữ rồi, trời ơi má đã gợi ý rồi. Mệt mỏi. Ô không, mọi người không đoán được cũng không được điểm đâu. Ủa thế nó là cái gì, nói luôn đi, hết hết rồi. Ủa, nó là cái từ gì? Ừ, em dạy anh cứ vẽ luôn luôn rồi. À, mất. Đéo biết luôn đấy, đéo nhớ sao mày lại cho cái đáp án đấy, bảo mà mày ngu ấy à? Người ta đều ủa Hưng vẫn chưa vẽ được à? Vẽ cố đi, vẽ đi, không cô không vẽ được gợi ý ủng hộ được. Cái lốt gì ta để vậy? Con hoa đấy, con hoa đấy. Chú không biết gì đâu nha anh ơi. Hoa ra đề kìa. Bạn 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 hoa sinh gái ra đề. Con hoa sinh gái ra đề. Bạn nói gì? Bạn nói. Ồ từ từ thôi, thôi thôi, Ủa qua vậy màn đấy đi. Vẽ đi. Không vẽ thì gợi ý ủng hộ cũng được. từ con biết vẽ. Ok nhanh lên, hết nửa thời gian. Free Fire. Free Fire mà cái tên lửa chùa ra người ta còn đòi cái gì nữa nhỉ? À, đúng rồi, đúng rồi. Hồi đinh, đề bài, mặt gửi Không, em chịu. Free Fire mà cái tên lửa chùa ra người ta còn đọc là gì nữa? Còn đọc là gì nữa? Đấy, nó đấy. Phải 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 Free phải Fire. Free trời ơi, Fire. em cũng nói sao má không biết được. Ôi. đề bài là cái mặt cười Free Fire sống nha, điện thoại. bây giờ vẫn nó không nhớ hoa. Mày mày ra đề cái kiểu đéo gì thế hả, là mọi người ra đề cũng người không thể vẽ lại được thế là một cái Ủa cái này vẽ kiểu gì nhỉ? mày ngu mày chết mẹ mày đi. Từ Ui đéo từ chữ gì mà ngạ dài thế. để con ra con coi hình. Rồi. Có cách nào để ra từ mọi người. Đợi mày coi hình chắc hết mẹ giờ rồi, Từ hết nửa thời từ gian rồi. từ chú. Cách nào để thời gian. Ơi ơi, Cách nào để ra đời. cách nào để ra đời á? Chắc là chỉ có quan hệ tình dục thôi, thế còn gì nữa? Ủa Cách nào để ra đời đời ra cái đời trong đây á, ra đời á, chắc là mọi người đang dùng để nói chuyện đấy nó đấy, nhưng mà biết đi xong mới nói chuyện nhé. ý sời Không hello mình thầm quấn nhá, mọi người cái lồn mẹ mày ngoài. đủ mơ Trời ơi nó là Discord đó, bánh tráng trời cuốn ơi xin linh. xin linh Chắc á. là mọi Ôi người mọi đang người chơi được một chào. lúc rồi, bây giờ vào xin linh. Ừ. Linh có ở trong Discord nhá. Mẹ ơi vẻ đẹp đi nha mẹ. À. Ủa. Sao mẹ. Ôi dễ quá. Trời ơi vậy cho đề sao dễ được. Lại idol tiếp. Idol. Hoa rất thích là idol. Hoa ra đề cái gì không biết. Vẽ xịn thật sự ở Facebook. Ủa chú cũng xem con ra đề mà. Ủa chú. Đâu đâu ai làm chứng ơ. Thôi Ơ thôi 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 thôi. thôi cái Bữa xôi. mất. Thôi biết bữa ai kêu ra. Không biết. Ơi Hoa ơi, cách nào để ra đời trong game này vậy? Cô ơi, mẹ, Ra lên Google, xong rồi chấm i mà vô lên là Facebook. Facebook rồi đây ấn vô cái chữ ra đây chữ gì quên rồi, hỏi tiếng không chỉ cho. tí nữa xong livestream thì chỉ cho. Hôm nay con, chỉ cho. Gì Con sắp còn 13 vậy? phần trăm luôn. 13 phần Súng. trăm. Ủa chú dễ gì vậy? À ra là đó không đúng. À, nó luôn không đúng. Ở À được, giỏi, giỏi hoa. À giỏi 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 anh ạ. Quá giỏi mẹ luôn. ơi em bắt con. Ông có inbox không chơi xấu.
Mẹ ơi, đốc con. À, trực vào đoán được này, thấy chưa? Mẹ, Ủa trực nó chợt quá ánh thông minh mắt. luôn. Ủa chợt ánh mắt tao coi. Ủa. Nắm cái Ừ. đầu để mà thơm quá ha. Có cái tóc tao tao Nó trắng quên của con. Đúng rồi, Nó đúng rồi. rất nóng con. đi. Tên con. Ủa chợt mày có dùng phép vụ nó vụ. Ủa sao nó mới vô nó biết. Chả Biết biết, nó quá giỏi luôn ấy, thề trực quá giỏi. Ủa sao chú hơn con 2 điểm. Ủa. Tại vì chú giỏi. Ủa? Đâu, chú Biết vẫn thấy gì cái mặt con Hoa mà, vẫn thấy mặt mày mà. đúng rồi, không phải chú giỏi mà tại chú biết đáp án. Đúng rồi. Nhưng mà chú vẽ giỏi được chưa? Không nha, chú dễ xấu lắm. Vãi. Chú vẽ giỏi người ta mới đoán được hết chứ. Chúng ta nên chấp nhận sự thật. Mèo biết. Mới vẽ có thể nói mồm mà gen. Đúng, Ủa, đúng rồi. nói mồm ra. Bật cái mic lên nào. Bật cái mic rồi. Nè, cãi nhau đi. Mic. À, đau đầu quá đi. Vậy nha, cả nhà. Em xin lỗi vì đã làm hắn anh. Hay chơi với ai anh? Chơi bài. Đúng. Em nhận hay Gì là vậy? gì anh? Ủa gì vậy? Ủa? Ủa Em của Hòa Minzy, em trai Hòa Minzy. ra Em vậy trai Hòa Minzy. tôi cũng không biết Em trai Hòa của Minh Minzy Di tên là ai? nữa. Đây là em của Hòa Minh Ok. Đấy, mọi người cứ có cái mic Di. này nghe rất đơn giản nhá. Nói chuyện lúc là ra hết. Phai phai sóng nhà thành huyền thoại. Dễ, lại người. Gì vậy? Ủa lộn hả? Gì vậy? Solo 1-1 hả? Ủa ra sao cười? 1-2. Đếm sao hả? Đếm cừu. Ở đây không phải cừu, đây người. Ghi cái chữ Squid Game ghi sao ta? Đúng rồi, đúng Squid rồi. Game. Đúng rồi, đúng rồi. Squid Trần Tuệ Mẫn, mặt cười. Ủa, Squid Game tên tiếng Việt. Squid Game tên tiếng Việt, nhanh. Squid Game tên tiếng Việt. À. Tên tiếng Việt, tên tiếng Việt, tên tiếng Việt. Mẹ. Ủa rồi nhắc chi rồi tú lên lên đầu con ngồi luôn này. Ủa. Con. Đâu chú giỏi đấy. Trời ơi, sao lại không ngồi đi? Không, mọi người cái này nhờ mình nha, nhờ con, nhờ cháu nha, thì nhờ cháu nha. Trời ơi, chị làm sao á? Nhờ em ra để em biết chị đúng không? Không, Em ra để em chị biết. nhờ chị nói là quyết em Em ra để nhờ em biết. Rồi, em quần em què nhờ em biết cái gì. nhờ chị nói Chú cũng biết biết sự luôn, quyết con không nói, chú cũng không biết. Nhờ em con với mẹ con. Ừ. đúng là chú ngu Công là nhận chú ngu. mé mình biết là Squid Game lại đéo vẽ được rồi. Vẽ sao, Đọc cái vẽ tụi ta sao đem ta vẽ đây, ra. Đọc tụi vẽ ta đem vẽ vẽ cái sao trên trời á. im hết đi, ồn ào quá. Em xin lỗi vì đã đánh thắng em chơi Rồi rồi, thế này em mà bảo không biết vẽ, vẽ đẹp phết đấy, mỗi tội không ai hiểu. Nhưng mà sao lại chỉ vào cái đít của nó? ủa là Ai biết? cái gì ủa ủa gì vậy là bò cạp chứ không phải bò cạp đâu ta con yêu ơi bò cạp con yêu Nó biết rồi, thương mẹ nó nha trời ra đề ơi mà. không cái này phải là bò cạp chứ sao là bò cạp ta Bọ cạp. Bọ bò chứ cạp. phải là Bọ, bò nó là con bọ chứ không phải nó bò là con cạp đấy bò. đúng bò đọc là bò thôi nhưng mà nó là bò nhưng mà đọc là bò Viết là nhưng mà bọ. cái từ nó là bò nhưng mà đọc là bò Im lặng hết đi. Giường.
Nè. Ú. Ủa? Cái gì? Gì? Em bóc con mẹ luôn Trời. đi. Này mẹ ơi, em bóc. Từ từ Em bóc nè. từ từ. Gì vậy? Ủa? Hay hay Ủa chưa thấy chưa thấy chưa thấy chưa thấy chưa thấy. cái thằng ra đề nó còn không đoán được luôn. Không Đúng rồi, cái hình vuông ở trên ý. Mệt, con Chú đang cuốn hay rồi. quá Chú đang cuốn cuốn trên cái người. Trời cái mền ơi. ở cái Không, mền mà gì? bên miền Sang, Bắc sang, sang, cái mền sang. bên miền Bắc là tên gì? Sang miền Bắc đi. Mền miền Bắc là chăn, 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 chăn. nhưng mà thằng chớ nó không phải ở trong đít. Ai? Thằng chữ không ở Thấy trong chưa? Discord á? Trời ơi, Trực ơi. Và Discord đi, Trực ơi. Ủa gì Thấy chưa? Thấy được Um. cái này. Thấy sáng không? Con đi. Cái gì à? Ủa gì à? Ủa biết luôn. Cái mirror Wow. kìa. Ủa cái mirror là cái gì không biết. Chim chấm kia ngự ở trên tường. Cục kích ở trên tường. Thế Cái là gì? ai đẹp được giường như hoa. Mắc địch quá. À, thế Giờ gian không có à, nào. thế gian ai ai địch được thối như hoa. Chú ơi cạo lông nách đi, Lông chú ơi nách cạo lông nách đi, chú rồi. sẽ nhận được những lọng những cọng lông nách chú vừa cạo. Cái Cái này là gì không biết rồi. Hoa giúp hoa hoa gương, gương soi gương, soi gương. Trời ơi. bye bye, mình chia tay đi ma, mình chia tay đi, Thôi mẹ đừng, thôi thôi chúng ta thôi sai người đi. đi, chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về Con của nhau. ông mất Messenger á, Chúng ta không thuộc về biết nhau. chúng ta không sai, anh ta sai. Đúng rồi, anh xin lỗi vì em đã đúng. Ủa? Trời, chồng chồng em muốn gì ơi, chồng em Trời ơi, dễ quá, dễ quá. đây là Trời từ ơi, gì? Nước á? Núi? đây là quốc gia gì, quốc gia nào, nhóm Quốc nhạc gia nào? BTS ở Nước quốc gia nước nào, nào? Trời ơi, Lisa của em. ở Nga, ở Mỹ, ở châu, ở ở đâu không biết. Trời ơi, chú không biết nữa À, chú không chết. nhắn được luôn. Ôi, xứ sở kim chi, xứ sở kim chi. Đó, vậy đi. Kim chi còn què. Nó là kim chi. Đó, vậy đi. Ở trực kia. Mình viết là hàng hàng quất mẹ Hàn Quốc. BTS. nó. Hàng quất. Uy tín nha, uy tín nha, vẽ đẹp nha. Không, tại ngón tay của cháu Chợt không nó biết. không có nghe đâu. Chợt nó không nghe đâu, chăm đít đâu. À, nó nghe. Nó vô đít rồi, quên. Nó vào rồi, Cái vào gì rồi. cái này? Cái gì đây? Cho. Khó đúng không? Khó đúng không? Khó. Định ghét nè ha ơi. Con ơi, định ghét nè. Cái gì mẹ? Con chưa biết từ, mẹ hiểu không? Đi lượm ghét. Hả? Đi lượm ghét nè. Cái gì vậy? Độ. À, độ điểm ISO. Độ mi si. Đi lượm Lúc ghét. gì Ok, sao mà tao đã bán rồi. Sao mẹ không biết được, ai bảo mày nói là đi mi số. Điểm ISO. Độ mi si. Trời ơi, biết luôn. Buồn quá. Cay. Gọi luôn, gọi luôn. Trời ơi, Ava đẹp quá. Gọi luôn. Ôi, Tham nãy gia giờ đẹp qua nãy giờ quá. mình chưa tới lượt con. Thì Đúng. á, không biết được, cái đấy không biết. Sao mà chưa biết? Được không? Con nhìn thấy được Làm thì quen quen nhỉ? rồi mà con ơi. À, cá này rất là đẹp nha. Ủa không phải. Ủa. Ủa. À. À, ai đoán chuẩn thế? Ai đoán chuẩn vậy? Mèo con mẹ ngu ngốc đáng yêu ngọt ngào các em hôm nay bé xin chào cả nhà. Trời ơi. Chẳng được bo. Chàng Đức Bo, như chàng Đức Bo và câu chuyện chiếc Ủa? Hưng thoát rồi. Chú xe livestream đi chú. Không 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 chơi à? Không, con bị nhấn nhầm rồi. Ồ, thế chịu rồi. Rồi. Vào chơi lại đi, Rồi. kệ nó, thứ điểm khác có quan trọng gì đâu.
À, chết Ông ngồi đâu? Thôi chú thua để cháu đây cho cháu win đi. Tại vì chả cho. Ủa, chơi bằng thực lực mình đi, xin xỏ gì? Trời ơi, nói. Tại chú biết đáp án chứ bộ. Chú không biết đáp án, chú Nào. thử chơi với con đi. À, thế ra đề đi. Tầm tuần sau Không chơi. pin chú, còn 10%. Mai kia ra. Ủa, ở cái gì đó đấy? là tòa của nước nào? Ủa, nó ghi gần đúng nè. Cờ của nước nào? Cờ cộng cái nước đó, cờ cộng tên nước, ngôi sao là nước gì? Câu Hóa ra là phải là cờ, phải là cờ. Thiếu thiếu Trung thiếu. Quốc là sáng nha, Mẹ. là Lần bông hoa là nhất là sáng. xong vẽ màu đỏ nhá, trời ơi, vẽ màu lâu, chịu. Ủa sao chưa tới được con ta? Hello Quảng nhá. Tiếp nào, vẽ gì đây? Ai vẽ? À, Rick vẽ à? Cái gì đấy, con gì đấy, con nhìn như con chuột vậy. Ồ, Con thấy mọi người con inbox cho mẹ con ơi. ủa sao Rồi anh con vẫn không ăn được? nha. Với lẽ con ăn Ủa, inbox cho con rồi. Hay quá con ơi. Trời ơi mẹ con gì con quên nha, tên liên nhỉ? tục nha. Trời ơi, lỗi với Ủa, nhau. Sao chỉ biết đáp án mà chút. con này là con Mickey hả? Đúng rồi, không con chú cái Con con chim. mèo con mèo Con chim. Mình ghi là con chuột mà. Ủa, hay là biết là con chuột rồi. Ủa, chán ghê luôn ý, biết là con chuột. Nếu mình biết thì vừa rồi biết con chuột nó sao nó ghi gần đúng nhỉ? đâu chú ghi là mấy kỳ mà Không, điên là chú có một lần ghi con chuột xong ghi cho nó viết là gần đúng thì mà chú không ghi nhận. chuột là không đúng không phải. À, chó. Củ gì đây, nhìn như củ cứt này. Ôi rồi, Cái gì nghe trời ôi ơi, cái cái gì gì vậy trời trời? ơi, nữa nữa thì Giật nghe nè, cả nghe nè. Ôi mọi người đừng làm sợ, đừng làm sợ. cả Cái gì đây? Cái gì đây? Cái này. con Gợi ý ơi, trước game. Rồi. Cái gì con ta? nghe dài Biết gì thêm điều không biết gì? quá, dài quá. Cái gì? Quý À, vị thấy người trong cuộc bao giờ... Ủa, người trong cuộc gì ta? Người trong cuộc bao giờ cũng hiểu người trong kẹt hả? Quý vị thấy thì biết gì đấy. vậy, dễ gì dụ Ừ, gì ai biết, ai biết. Lâu đài tình gì ái, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành. quý Liên quan gì đến con Thủy chuột gì Tiên, tè Thủy Tiên. ai nữa nghe nữa ta Địa địa đàn thơ kim diếm. cương có sắp Đúng hàng rồi, kế đó gì vậy cái kim doanh cương nhân, cái doanh nhân Thành Đạt ấy. Ủa, cái doanh nhân gì Thành Đạt mà nữa bóc phốt mọi đại người nam á. không đại Gần nam đại rồi, nam một người. đại nam đại nam đại nam Phương cái gì Hằng. thế chứ cái gì Đúng rồi, mười ba ba từ nha. Phương Hằng chỉ là hai từ sau thôi. Bà nói bằng mắt ấy Bà Phương Hằng. Chắc là Phương mọi người bị Hằng viết sai ấy. không Bà phải Phương Nguyễn Phương Hằng. Hằng đâu Bố là mày Phương tới Hằng cổ, biết chết liền. Bà trời Phương Hằng mà, ủa? ơi Ủa sao mọi người không biết thì chen đến nhậu? Ủa, trên TikTok nhiều mà. đúng giỏi. Này dễ sao ta?
cầm lấy cái con mà mọi người hay nói nhất đó. Ủa con tinh trùng hả? Nhìn như còn con kiểu con nòng Nhìn. cái gì đi ra chúng nó biết là con tinh trùng thật đấy vãi đái con nòng nọc không phải. Trứng gà, con gà. Ủa đây giống nhiều quả 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 Con gà. con giun con tế Con gà. bào nào quá tự nhiên. Ủa con gà không đúng kìa. Ủa liếc Mẹ quá. con mà mới đọc đáp án đó. Ủa đã đọc bao giờ? Bà mới đọc đáp án đó. Bà mới đọc luôn. Không thấy, không nghe thấy. Nghe thôi, có Đọc không lại giữ nó bình đi, tĩnh. đọc. Có Ai gọi ai tránh nó đọc lại. không giữ Chim mất. trong lòng chim bay Mất tiệm khác Chim trong lòng chim bay hả? Chim Trời, trong trời cánh chim ơi, trời ơi, đấy là con chim, trời ơi. Chim trong lòng chim bay Thế xong vẽ cái thằng con trai ấy. Heo cả một mình nhanh quá. Cát. nó đó nó đó Buồn léo. Ủa gen sao thoát được. Ủa ủa dễ mà thì dịch quá. cái chữ ồn ra, cái chữ ồn đồng nghĩa với cái chữ gì? Cái chữ cái đó là dấu cộng không phải là chữ tờ đâu, cái dấu cộng cá cộng ồn 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 bằng nghĩa với cái gì? Không biết. Chết mất mẹ con. Ủa? Ủa? Anh bóc cho mẹ không, anh bóc mẹ chia tay con đó. Tưởng chia tay từ câu vừa nãy rồi. Ôi rồi mẹ yêu con quá. Ôi trời. Yêu yêu ơi đấy. Oh my Rồi, god, vậy là I tình can tình mẹ believe. con từ đó hết chấm dứt rồi nha. Ok. Nó lấy dằn mặt Đó, và trắng từ đó đã có tình mẹ con, từ đó tình mẹ con ra đời. sớm. Để dằn mặt trắng sớm cho mẹ lớn coi. Dằn mặt ổng xuống coi. Còn lâu mới dần một chú nha. Thực ra con này là con mèo, biết là con mèo rồi đúng không, nhưng mà nó lại là một cái gì đấy nó dễ thương và nó kiểu nó bằng tiếng Anh ấy đúng rồi, được một người nó bằng tiếng Anh ấy. Con em bé luôn này này. Ủa sao con đang À đúng rồi, bé? nó mặc một cái váy hồng cơ, quên mọi người, nó mặc một cái váy hồng cơ. À được, ghê. Xin chào Kitty. Xin chào Kitty. Xin chào Kitty. Đủ mẹ Hello là Kitty đó, Hello Kitty đó, hai chữ tờ. kìa chưa kịp nhắn. Ủa mẹ, Ủa? Ủa ủa rồi ba rồi mu luôn mẹ không nhận được hả? Trời Đây rồi ơi Kitty. không, vừa nhắn rồi nhưng mà chưa kịp gửi, sao lắm, buồn lắm. Buồn ghê. Chú vẽ con mèo mà cho ơn chú vẽ con Kitty, mày sẽ tưởng con quỷ chứ, Hả? Con đấy là con muỗi con quỷ. á. Giống giống ánh phết nhỉ. Thôi nhà Rồi, rồi. Các cứu cứu con mẹ hai ơi, cứu 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 mẹ hai ơi. gì thế bây giờ nhá, chẳng hạn như là Con sẽ ba loại mô luôn nè. viết một cái bài viết ở trên bảng thì gọi là gì?
yêu con. Hay quá. Ta sao lại cả bảng? Ủa? Ủa? Cái này là phải Vãi. dọn thành cái lòng Kiểu rồi. kiểu viết một cái bài viết ở trên bảng ra 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 vở ấy, gọi là chép ấy. Trời ơi, chép bài đó. Copy. Mà copy. Cái trong play á, cá trong play mà câu trong nước Đó, ngọt con cá 15 cm gì đó. 20 Đây, ở đây có ai chơi nhỉ? Ở đây có mỗi trực rách ánh thế thôi, chứ còn gấu mèo lại không chơi. Ủa Gen không con. chơi à, mày ra để Ủa hai của con đâu? Sao chú lại không có nói ngoài? Chú tồi quá, chia tay đi. hả? Liên quan, ủa mình yêu nhau thời nào vậy? Rồi dễ đi. Bất cứ thứ gì nhìn vô là cũng thấy dễ hết. Mình biết mình đã tự. Cái này giống kiểu cái áo giáp, áo rú. Ba từ à? Nhớ gợi ý xem nào. Bụi. Áo thì chắc là áo đúng rồi, nó là cái gì nhỉ? Cứu mẹ hoa hoa cứu hoa Đúng rồi, áo ba gì, áo ba gì, chú mặc cái gì lên sóng, cái hoa áo mà phèn nhất của chú ấy, cái áo hở nách của chú ấy. con sợ ban rồi Eo ơi, hai hai cái người này chơi xấu, trời thế ơi. đã chơi xấu rồi không bao giờ Ủa vượt điểm của chú luôn, không bao giờ, nè no trời, ever. có bật bông bóng cát không? Ồ trời ơi, À, cái ba này nè, cái lỗ. gì đó, cái Trời này ơi, nè bây giờ nó mới hiện tin nhắn của con kìa. cái gì vậy Đủ trời, sao cái gì vậy? nè, Sao không được á? cái này dễ mũi vậy. Đây con ơi, giúp mẹ cái tờ này luôn đi con, phải dược mặt À, mới sơn ba lỗ, không đi. phải ở ba lỗ. Trời ơi, nó là áo ba lỗ. Rách đây lại viết thành áo ba lỗ. Áo ba lỗ thì đâu không được. À. Rồi mẹ biết rồi, mẹ biết rồi nhưng mà mẹ đi đi qua mẹ xin ở lộn, mẹ qua đó mẹ tha tiền. Đây là một cái app. Đây là một cái app mình dùng khá nhiều ấy. App mình dùng nhiều mà. App này mình dùng nhiều ấy. Trời ơi, Ủa Messenger mà không biết. Trời ơi, phí thế. mày đang làm cái gì vậy? Mày có chắc chắn là mày đang chơi trong trò chơi em vậy? Messenger. Ủa có phải là mày đang chơi không? Mày xin ở đời nha. Ủa gì Để ra Google rồi? search lại cho chắc. Mẹ nhắn con. Không, Bác mẹ đi đâu con mẹ ơi. Mẹ dùng iPhone hay là mẹ dùng Android? Có bóng chat không? Ồ, vẽ nhanh ghê hết giờ kìa. Rồi em nhắn qua cho con nè. Cái Ok. Ồ, mắc gì mẹ. Eo ơi, chứ xấu kìa. Eo ơi. không phải con ơi, không phải con ơi, Ồ, cái Trang gì? giấy trắng. Không phải Vẽ đi. cái khác, không không phải cái đó. Từ từ không, chắc không biết vậy như nè. Từ Không từ vẽ cái phải thằng nói đó ra, cái nói là thằng mọi người đấy con cùng nghe chứ, đều thế. cung À, nha, cung nha. cung hoàng đạo, cung hoàng đạo, cái cậu ơi, cung hoàng đạo, cung hoàng đạo cự 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 tác hả? Sao lại cự? Cự Ủa chú rồi ghen đừng cự giống gì ghen. cự cự đi à? Cự ỉ à? Cự ỉ à? Cậu Cứ vậy dài, cứ ta. dài, cứ dài, cứ dài. Trời Rồi. ơi. Sao Chú quá nhắc nha. chị rồi ai biết kịp. Trời ơi sao quá nha. Không biết cung bị dễ trong cái icon là gì luôn á. Mọi người cần Thì thêm mẹ vô. kiến thức ấy, mọi người cần thêm kiến thức. Ồ. Cho nên Trời. lấy thêm kiến thức ấy, xong rồi. Đúng đấy, cứ chị chịu hoài. Chịu chịu thì phải nói ra, trời ơi, chịu thì có thể nói mà. Cố
U. Cậu nghe cái chữ này xong đi. Cô Minh gì? Cô Minh chế. Cô Minh Hiếu. Ủa cô Minh Hiếu là cô nào? Cô Hiếu là em miếng đất. Ủa cô Minh Hiếu là cô nào? Sao mình không biết nhỉ? Sao mình không nhớ nhỉ? Này mày ra cái đề kiểu gì đấy Hoa? Ủa cô Minh Hiếu? Đẹp. Ủa mình không biết thật, mình không biết là cô Minh Hiếu luôn. Đâu biết cả. Ủa thế mắc gì mày ra cái đề đấy hả Hoa? Ô buồn cười. Gì? Ăn cây táo rào cây sung. Tự nhiên ấn đề vậy. Bây giờ chỉ cần ghi 7 miếng đất là người ta biết rồi. 7 miếng đất. Cô Hiếu 7 miếng đất. Đúng rồi, 7 miếng đất mà. 7 miếng đất à? Thế á? Cổ là con trai. Sao được cây dừa? Ủa? Nhìn nhìn nó rõ quả quả táo thế là cây dừa. Cái... Nó là cây cam nha. Cây táo. Cây dừa, cây ổi. Cây cam. Đùa ấy, bảo cây cam thật. Ô đùa. Không được à? Trời ơi. Dây đấy táo, trời ơi, nó là cây táo. Cái gì? Đây. Để đi chú. Ôi giời, chú vẽ nhanh không ấy mà. Đau quá đi, về nhà mà cãi nhau. Trời ơi, biết cái gì rồi. Dễ quá trời luôn mẹ ơi, dễ quá. Chú bảo chú vẽ nhanh mà, vừa nhanh vừa đẹp luôn ấy. Đẹp lắm chú, đẹp lắm, 10 điểm luôn chú, 10 điểm. Đẹp quá, đẹp quá thì đẹp luôn, chú là từ sao chú mới dễ được. Bạn đi dây kìa, bạn đi dây kìa. Bíp, 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 cộng thêm từ sang của gây bíp mấy. Bíp gà. Ờ, phải đi dây đúng không, đi dây đúng không, đây là cái bình ga đúng không. Ôi, mọi người chơi đi nha, em còn 5% mà mình nộp đáp 3 nha. Ok, đùa. Kệ đi, chơi hết giờ đi, chơi à, chơi hết 1% đi. Con Hoa nó sắp thắng rồi. Chơi sập ngồi nó đi mẹ. Chơi sập ngồi nó đi mẹ. 1% là hết rồi. Nhóm điện thoại của cháu là tới 4% là nó bị lắc rồi, nó không có bấm được nữa. Bye bye. Ừ, cũng đúng, cháu cũng đúng. Bye bye người mình nạp đây. Ừ, ok, chào nha, chào anh nha, cảm ơn anh nha. Bye bye chú. Con nhìn kinh dị như vậy. Thế đấy, con này nhìn kinh dị vậy đi. Này là con ma nha. Con ma. Chú mút ỉ cái đống bồ. Con này giống con Hoa. Như con Hoa vào đây. Cái gì vậy? Con cấu trúc. Ơ sao chơi lại chứ nhá. Nói để chú cào vào đi. Chú cào vào đi. Cái gì? Tao nhịn mọ. Gấu trúc, trời ơi. Cái con gấu trúc này nhìn nó dị quá. Con gấu trúc Kung Fu Ban Nha. À, đến lượt họa sĩ này. Lại khó à. Trời ơi, lại khó à. Khó là vẽ khó hay là đáp án nó khó vẽ? Ủa? À, khó bằng dễ. Con què gì đấy? À, rồi rồi, qua rồi. Rồi. Rồi, khó nhỉ. Chuẩn. Ôi trời ơi, chuẩn thế nhỉ. Thực ra vẽ thêm cái đế thì nó sẽ hợp lý hơn. Vẽ thêm cái đế nhỏ nhỏ.
đèn học đấy, đèn học á, tắm nắng. Đèn hoạt nào, cái gì 18 cộng hả? À. Ok. Lịch sử. Thứ ra là giải cứu cái bạn mà sinh năm 1999. Bạn này thế nào nhỉ? 1 tỷ. Không, chỉ tên nó thôi, không cần phải họ. Jimmy. Ô diễm mi chưa coi. Ô trước. Trước nó không trả lời nữa hả? Trời ơi. Ôi trời, ngày nào mày cũng phải tao đi cứu diễm mi luôn á, sao mày không biết thế? Thật đấy, mẹ còn ngày nào còn xung phong đi giải cứu, bây giờ lại không nhớ cha. Trời ơi, ngày nào cũng kêu con đi cứu diễm mi luôn. Lại khó vẽ rồi, để cháu vẽ được rồi. Diễm mi giống thế. Sao lại mẹ thằng ngoài quốc? Johnny Tuấn Đặng. Không phải à? Ngoại quốc là thằng nào vậy? Vương Phạm. Anh bạn à? Tiếng Anh nhá. Tiếng Anh nhá. Tiếng Anh hay. Ủa? Nó đó. Là nó đó, cái mà đang khoanh đó chọn. Cái đang khoanh đó môn học. À, trời ơi, nó là môn học. Lại trò chơi à? Trò chơi gì nhỉ? Trò chơi con mực đoán rồi, chắc không có nữa đâu. Ôi, nhất rồi. Natalia mà lại không nhớ nữa thì sẽ chết thôi. Có một cái game gì? Van Heel. Van Heel, Florentino. Florentino. Là có gì là rồi, là theo Anat. Floga. Gì nữa kìa. Nakrod. Lữ bố. Triệu Vân. Ờ. Liên quân đó trời. Liên quân á. Ít ẩn liên quân. Không chơi à? Là thế. Ok. Chú ơi, bà còn 3 điểm nữa không thắng rồi chú. Thắng thì thôi, làm nào. Ủa sao mày biết? Dễ quá. Ủa. Chú còn chưa vẽ xong cái mặt ấy. Ủa thì cái tay thì trong cái đáp án nó không có cái chữ, không có chữ tay thì cũng thêm chữ vô. Thì nó là cái tay dùng để tay điếc nha, tay điếc nha, tay điếc. Cái này là chú đang đeo cái gì? Chú nha, chú Sơn nha, chú đang đeo cái gì? Em nha. Ai, quá trời luôn, hòa nhất kìa, quá trời luôn. Được rồi, cảm ơn mọi người đã tham gia game của mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã
đã xem đã ấy, để hy vọng được gặp mọi người lại livestream lần sau. Ô, nghỉ, 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 Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. nghỉ, nghỉ. Đấu này rất chào chủ nhé. Ừ.